chương 6780, trí tôn giảng đạo, tỉ thí luận bàn 2. Lý Ngọc Thần đã giảng 7 ngày 7 đêm, các tiên nhân nghe như si như say, số ít tiên nhân nghe xong Lý Ngọc Thần giảng đạo, nhất thời hiểu ra, hóa giải bình cảnh quấy nhiễu nhiều năm, thậm chí có người lâm vào đốn ngộ, khoanh chân ngồi thiền, tìm hiểu pháp tắc ngay tại chỗ, thân tộc bạn tốt hộ pháp cho họ, tránh cho bên ngoài quấy nhiễu. Được rồi, ta chỉ giảng nhiều như vậy, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, phải xem bản thân các ngươi, kế tiếp do các người thầy phiên tiến lên trao đổi tâm đắc tu luyện, tất cả tự nguyện. Lý Ngọc Thần nói, đa tạ lý tiền bối chỉ điểm bến mê, vãn bối vô cùng cảm kích, mấy vạn tiên nhân bọn vương trường sinh chăm miệng một lời, vẻ mặt khác nhau. Có người không thu hoạch được gì, có người bởi vậy hóa giải bình cảnh, có người đốn ngộ ngay tại chỗ. Lý Ngọc Thần hóa thành nhiều đốm sáng vàng óng biến mất, Lý Thanh Tinh bay đáp xuống trên đài đá cao, hướng các tiên nhân ôm quyền, khách khí nói, tiểu muội Lý Thanh Tinh, do ta đến giảng trước tâm đắc tu luyện của mình đi. Nàng nói về tâm đắc tu luyện của mình, nội dung bao quát rất rộng. Khác với Lý Ngọc Thần là, Thái Ất Kim Tiên khác có thể mở miệng đặt câu hỏi, mời Lý Thanh Tinh giải đáp hoang mang, Lý Thanh Tinh không giải đáp được, Thái Ất Kim Tiên khác có thể giải đáp. Bốn người bọn vương trường sinh rất thích loại bầu không khí tu đạo này, không có người lừa ta gạt, không có tính kế, chỉ là đơn thuần trao đổi tâm đắc tu luyện, tham thảo tu luyện, luận đạo thật sự, mọi người nói thoải mái, trao đổi lẫn nhau. Giai đoạn luận đạo kéo dài đã hơn một năm, lượng lớn thái ất kim tiên đến trên đài cao giảng tâm đắc tu luyện của mình, cũng sẽ đưa ra một ít hoang mang của bản thân, thái ất kim tiên khác hoặc đặt câu hỏi, hoặc cho đề nghị. Ngoài ra, còn có thể trao đổi kỹ nghệ, chế phù, luyện đan, bày trận, luyện khí, ủ rượu, bói toán, âm luật, ngự thú, luyện thi, dưỡng quỷ, nguyền rủa vân vân đều có đề cập, nội dung bao quát rất rộng. Luận đạo đến đây là chấm dứt, kế tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai, tỉ thí luận bàn, xông vào vạn hỗn tháp, có thể một mình tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ mới có tư cách tham gia luận bàn tỷ thí, 10 hạng đầu đạt được phần thưởng trọng đại, hạng đầu thưởng một viên thái huyền ngọc chi đan. Đan này có thể phụ trợ thái ất kim tiên đả thông tiên khiếu, trùng kích đại la kim tiên. Lý Long Giang vừa nói, vừa lấy ra một tòa bảo tháp hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng, rơi trên mặt đất. Thái huyền ngọc chi đan, trong lòng vương trường sinh khẽ động, hắn đã có thập phương tiên lộ cùng càn khôn tạo hóa đan, nếu là lại đạt được một viên thái huyền ngọc chi đan, tương lai trùng kích đại la kim tiên nắm chắc liền lớn hơn nữa. Quảng pháp đại hội do thế lực lớn của man hoang tiên vực thay phiên tổ chức, một mặt là an toàn, một mặt khác là phần thưởng, thế lực nhỏ căn bản không lấy ra được bao nhiêu thứ tốt thưởng cho kẻ dự thi biểu hiện nổi trội xuất sắc. Quảng pháp đại hội không đơn giản là sự kiện trao đổi đạo pháp, đối với thái ất kim tiên mà nói cũng là một loại cơ duyên. Hà thị tiên tộc, lý thị tiên tộc, Bắc đầu các. Các thế lực lớn, Tổ tiên hoặc lập phái tổ sư đều từng tham gia Quảng Pháp đại hội, biểu hiện nổi trội xuất sắc đạt được một lượng lớn tài nguyên tu tiên, có người mở ô cho mình, bản thân cũng muốn mở ô cho người khác. Tiên vực khác cũng sẽ tổ chức sự kiện tương tự Quảng Pháp đại hội, phía tổ chức sẽ không lấy ra thứ tương tự Thái Huyền Ngọc chi đan thưởng cho thái ất kim tiên đạt được thứ hạng tốt, chưa có cái thực lực đó. Hạng 10 thưởng tiên đan rèn luyện thân thể luyện vào tinh hạch tám màu, xếp hạng càng cao thưởng càng phong phú. Tiếng lý long giang không lớn, truyền khắp cả phường thị. Lý gia một lần này lấy ra không ít tiên đan, quý giá nhất là Thái Huyền Ngọc Chi Đan. Lý gia chúng ta cũng sẽ phái người tham gia, điểm đến là rừng, nhưng đao kiếm không có mắt, tham gia tỉ thí luận bàn, sống chết tự chịu. Lý Long Giang nói, hê hê, ta chờ một ngày này rất lâu rồi, ta đến sông vào vạn hỗn tháp trước. Thiên lôi thần quân cười hê hê, bay vào vạn hỗn tháp. Hắn vừa mới tiến vào vạn hỗn tháp, một con hỗn độn thú bảy màu hình thái thú nhân hiện ra, cầm trên tay một cây lang nha bổng màu đen, đánh về phía thiên lôi thần quân. Các tu sĩ có thể rõ ràng nhìn thấy tình hình thiên lôi thần quân đối phó hỗn độn thú bảy màu, công bình công chính, có thể đánh bại hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ mới có thể đạt được tư cách dự thi. Ta cũng đến thử xem, thiên viên tiên tôn bay về phía vạn hỗn tháp, xuất hiện ở tầng thứ hai, đối thủ của hắn cũng là một con hỗn độn thú bảy màu hình thái thú nhân, con hỗn độn thú bảy màu này cầm trên tay một cây trường côn màu đen hỗn độn thú bảy màu vung trường côn màu đen đập về phía thiên viên tiên tôn, đồng thời thúc giục hỏa pháp tắc, công kích thiên viên tiên tôn. Thiên viên tiên tôn không hề sợ hãi, khôi phục bản thể, hóa thành một con vượn khổng lồ cao chọc trời, cầm trong tay một cây rìu khổng lồ màu vàng, nghênh đón. Thiên trùng tam tiên, Lý Thanh Tinh, Lý Thanh Nguyệt. Nhiều vị thái ất kim tiên tiến vào vạn hỗn tháp vượt ải, giao thủ với hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ, có thể một mình vượt ải, cũng có thể nhiều người, nhiều người vượt ải, hỗn độn thú bảy màu huyễn hóa ra số lượng nhiều một chút. Chương 6781, quyết đấu thiên kiêu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quan sát chốc lát, cũng bay vào vạn hỗn tháp, giao thủ với hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh vừa tiến vào vạn hỗn tháp, một con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ cầm trường đao màu đen hiện ra, vùng đao chém về phía Vương Trường Sinh. Dày của hắn sáng lên một đạo hào quang màu lam, thân hình nhoáng lên một cái, tránh được hỗn độn thú bảy màu công kích, xuất hiện ở phía sau hỗn độn thú bảy màu, tung một cú đấm, nện ở trên đầu hỗn độn thú bảy màu, đầu hỗn độn thú bảy màu nổ tung ra, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Diệp Hải Đường rất nhẹ nhàng đã đánh bại hỗn độn thú 7 màu, đạt được tư cách dự thi. Vương Thu Lâm không tham gia, không đến nửa canh giờ, 155 vị Thái Ất Kim Tiên đánh bại hỗn độn thú 7 màu Thái Ất Kim Tiên kỳ, đạt được tư cách dự thi, giúp thăm tỉ thí, hai hai quyết đấu, người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Vương Trường Sinh rút ra lá thăm số 10, đối thủ của hắn là một ông lão áo bảo vàng bụng phệ, ông lão áo bảo vàng có một bộ thượng phẩm tiên khí, bằng vào bộ tiên khí này đánh bại hỗn độn thú bảy màu. Tỷ thí vừa bắt đầu, ông lão áo bảo vàng vung tay áo, năm cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, chém về phía Vương Trường Sinh. Hắn bấm pháp quyết, mặt đất trào ra ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, từng quả cầu lửa cỡ lớn xuất hiện ở hư không sau người, giống như sao băng rơi xuống cắt qua hư không, lao thẳng đến vương trường sinh. Tay phải vương trường sinh hướng về hư không bổ một phát, một vòng sáng màu trắng thổi quét ra, nghinh đón. Năm cây phi đao màu vàng đồng thời sáng lên một đợt hào quang vàng óng chói mắt, biến mất khỏi chỗ cũ, vòng sáng màu trắng va chạm vào quả cầu lửa cỡ lớn cùng ngọn lửa, quả cầu lửa cỡ lớn cùng ngọn lửa nhanh chóng tán loạn. Pháp tắc viên mãn, ông lão áo bào vàng nhíu mày, đều là thái ất kim tiên hậu kỳ, lão chỉ là pháp tắc đại thành, cũng may lão có một bộ thượng phẩm tiên khí hư không trên đỉnh đầu vương trường sinh sáng lên năm đạo hào quang vàng óng hiện ra năm cây phi đao màu vàng năm cây phi đao màu vàng kết hợp một thể hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn một trượng chém về phía vương trường sinh bộ thượng phẩm tiên khí cho dù là thái ất kim tiên tu luyện thành tiên thể cũng không dám cứng rắn đối kháng tay phải vương trường sinh hướng về hư không chộp một cái một lực lượng giam cầm mạnh mẽ hiện ra lưỡi đao khổng lồ màu vàng bị giam cầm ở trên hư không không nhúc nhích giam cầm pháp tắc ông lão áo bảo vàng kinh ngạc nói lão cũng bị giam cầm pháp tắc nhốt lại ngoài thân lão hào nở rộ quang vàng óng muốn giấy thoát trói buộc không có tác dụng gì phòng sáng màu trắng nhanh chóng lướt qua thân thể ông lão áo bảo vàng biến lão thành một bức tượng băng vương ly thắng trọng tài tuyên bố vương trường sinh bấm pháp quyết lực lượng giam cầm biến mất tượng băng trào ra một ngọn lửa tầng băng hòa tan ông lão áo bảo vàng sắc mặt hơi tái nhợt lão thở dài một hơi hai tay ôm quyền thu hồi tiên khí. Lúc này, Uông Như Yên bằng vào thiên âm địch cũng đánh bại đối thủ, Diệp Hải Đường thả ra ngũ quỷ, cũng đánh bại đối thủ. Vòng tỉ thí thứ nhất kết thúc, 78 vị thái ất kim tiên tiến vào vòng thứ hai, tiếp tục rút thăm tỉ thí, Vương Trường Sinh rút được lá thăm số 13, một lần này, đối thủ của hắn là thiên lôi thần quân. Người dự thi đều tỉ thí ở trong vạn hỗn tháp, vạn hỗn tháp là một món thượng phẩm tiên khí, tự mang không gian, bọn họ có thể buông tay ra chân không ngờ nhanh như vậy đã đụng tới vương đạo hữu thiên lôi thần quân sắc mặt ngưng trọng hắn đã biết vương trường sinh tu luyện thành tiên thể hơn nữa pháp tác viên mãn thiên lôi thần quân cũng là pháp tác viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể hắn có tu vi thái ất kim tiên đại viên mãn vương trường sinh chỉ là thái ất kim tiên hậu kỳ hắn bấm pháp quyết trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc từng đạo mâu xét màu bạc thô to vô cùng bổ xuống lao thẳng đến vương trường sinh ở trong rất nhiều pháp tác đặc thù lôi pháp tắc uy lực không nhỏ hai tay vương trường sinh ở trên hư không vẽ một vòng tròn một hình ảnh thái cực thật lớn hiện ra che ở trước người cột xét màu bạc dày đặc lục tục bổ xuống đánh lên hình ảnh thái cực hình ảnh thái cực nhanh chóng chuyển động cột xét màu bạc giống như tờ giấy tán loạn hết em m dương pháp tắc thiên lôi thần quân nhíu mày âm dương hóa ngũ hành ngũ hành sinh vạn vật âm dương pháp tắc là bản chất của thế giới cùng là pháp tắc viên mãn lôi pháp tắc thật sự không làm gì được âm dương pháp tắc thiên lôi thần quân lấy ra một cái hồ lô màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu vàng nhất thời nở rộ ra một đợt hào quang vàng óng chói mắt, phun ra một đạo lôi quang màu vàng thô to vô cùng, hướng thẳng đến vương trường sinh. Vương trường sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, va chạm với lôi quang màu vàng, lôi quang màu vàng tán loạn, nắm đấm khổng lồ màu vàng nháy mắt đến trước mặt thiên lôi thần quân. Trường 6782, Tần Lãng, thiên lôi thần quân giơ tay phải, một đạo lôi quang màu bạc thô to vô cùng bay ra đánh tan nắm đấm khổng lồ màu vàng hào quang màu lam lóe lên một ấn tỷ khổng lồ màu lam to lớn vô cùng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn nện xuống thẳng mặt thiên lôi thần quân bấm pháp quyết hồ lô màu vàng phun ra một tia xét màu vàng thô to vô cùng nghinh đón ấn tỷ khổng lồ màu lam và tia xét màu vàng va chạm tốc độ rơi xuống chậm lại nhân cơ hội này ngoài thân thiên lôi thần quân nở rộ lôi quang muốn tránh đi một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó toát ra Thiên Lôi Thần Quân cảm giác có một bàn tay vô hình bắt được thân thể của mình, không thể nhúc nhích. Thiên Lôi Thần Quân nhíu mày, thân thể truyền ra tiếng vang phốc phốc, ngoài thân nở rộ ra vòng sáng màu bạc trói mắt, lực lượng giam cầm suy yếu không ít. Một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn bổ nhào đến, mở ra cái mồm như chậu máu lao về phía Thiên Lôi Thần Quân. Hắn nhíu mày, nắm tay phải nở rộ hào quang vàng óng, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe ra, va chạm với rồng nước màu lam. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể rồng nước màu lam nổ tung, hóa thành vô số giọt nước màu lam, một ít giọt nước màu lam đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt Thiên Lôi Thần Quân, tung một cú đấm. Lực lượng giam cầm vẫn còn, Thiên Lôi Thần Quân tránh cũng không thể tránh được, nắm tay phải chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc, nghênh đón. Hai nắm đấm va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, đánh rách tả tơi hư không. Thiên Lôi Thần Quân lộ vẻ mặt thống khổ bay ngược ra ngoài. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, vương trường sinh lóe lên mà tới, xuất hiện ở trước mặt thiên lôi thần quân. Ngoài thân thiên lôi thần quân nở rộ lôi quang, muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó chợt xuất hiện, giam cầm hắn ở tại chỗ. Thiên lôi thần quân không thể tránh đi, há mồm phun ra một đạo hào quang vàng óng, hóa thành một cây đoạn đao lóe ra hào quang vàng óng, lao thẳng đến vương trường sinh. Cây càn lôi nhận này luyện vào hồng mông linh bảo, tiên thể cũng không dám cứng rắn đối kháng. Vương Trường Sinh không biết Càn Lôi nhận luyện vào Hồng Mông Linh Bảo cũng không tính cứng rắn đối kháng, lấy ra Chạm Thiên Phủ, ninh đón Càn Lôi nhận và Chạm Thiên Phủ va chạm truyền ra một tiếng kim loại giao kích keng, Càn Lôi nhận bay ngược ra ngoài. Thiên Lôi Thần Quân biến đổi pháp quyết hư không xung quanh chợt hiện ra vô số phù văn màu bạc, những phù văn màu bạc này ngoại hình giống tia chấp, tạo thành một phù trận. Những phù văn màu bạc này tỏa sáng, một đạo lôi quang màu bạc thật lớn phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh cùng Thiên Lôi Thần Quân không qua bao lâu thiên lôi thần quân từ trong lôi quang màu bạc bay ngược ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi lớn sắc mặt hơi tái nhợt lôi quang tan đi vương trường sinh chưa tổn hại gì thân hình của hắn nhoáng lên một cái lần nữa xuất hiện ở trước mặt thiên lôi thần quân vung trảm thiên phủ bổ xuống một mảng lôi quang màu vàng sáng lên càn lôi nhận xuất hiện ở đỉnh đầu vương trường sinh chém xuống thẳng mặt vương trường sinh lấy ra càn ngọc thuẫn, chặn càn lôi nhận vương đạo hữu dừng tay ta nhận thua Thiên lôi thần quân vội vàng nói, đối phương có hai món thượng phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, hắn thua không oan. Vương trường sinh gật gật đầu, thu hồi bảo vật, lúc này, Uông Như Yên đang luận bàn với thiên viên tiên tôn. Thiên viên tiên tôn hóa thành một con vượn khổng lồ cao chọc trời, cầm một cây rìu khổng lồ màu vàng, bổ về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên ôm thiên huyến tỷ bà, ngón tay tay phải lướt qua dây tỷ bà, từng đợt tiếng tỷ bà rồn dập vang lên, từng lưỡi đao âm thanh màu lam thổi quét ra, hướng thẳng đến thiên viên tiên tôn. Thiên viên tiên tôn vùng cây diều khổng lồ màu vàng, bổ lưỡi đao âm thanh màu lam đánh tới vỡ nát, thở hồng hộc. Ngoài thân thiên viên tiên tôn nở rộ tiên quang, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt Uông Như Yên, vùng cây diều khổng lồ màu vàng bổ về phía Uông Như Yên. Cây diều khổng lồ màu vàng còn chưa bổ xuống, hư không đã không chịu nổi, xé rách ra, xuất hiện một vết rách to dài. Trong tay áo Uông Như Yên bay ra một lá bổ lóe ra hào quang vàng óng, nháy mắt nổ tung, hóa thành mười mấy sợi xích màu vàng thô to khóa chặt thân thể thiên viên tiên tôn. Hắn vung cây rìu khổng lồ màu vàng bổ lên sợi xích màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại giao kích trầm đục. Tiếng tì bà càng thêm rồn rập, thiên viên tiên tôn cảm giác trời đất xoay chuyển một trận, hoàn cảnh phụ cận trở nên mơ hồ, mình xuất hiện ở một mảng không gian màu máu rộng lớn vô cùng, máu chảy thành sông, hơn trăm triệu sinh linh đang chém giết, tiếng hô giết không ngừng. Ảo cảnh, thiên viên tiên tôn nhíu mày, một đội tu sĩ lao về phía hắn, lấy ra tiên khí hoặc thi triển pháp tác công kích hắn. Thiên viên tiên tôn không dám chậm trễ, hư cũng là thực, thực cũng là hư, có một số ảo cảnh là chân thật. Hắn vung cây diều khổng lồ màu vàng hướng về hư không bổ một phát, một lưỡi diều màu vàng thật lớn thổi quét ra, chém tu sĩ lao tới thành hai nửa, không gian màu máu biến mất, hắn thấy được uông như yên, cũng thấy được một ngọn núi khổng lồ màu trắng lơ lửng ở đỉnh đầu mình. Nếu là sinh tử đấu pháp, hắn đã mất mạng. Chương 6783, đạo thuật hiện một vương phu nhân đạo pháp cao thâm, tại hạ thua rồi, thiên viên tiên tôn thở dài nói, mở miệng nhận thua. Đa tạ, uông như yên mỉm cười gật gật đầu, diệp hải đường cũng đã đánh bại đối thủ, tiến vào vòng tiếp theo. Qua hai vòng tỉ thí, còn có 39 người, rút thăm tỉ thí lần nữa, vương trường sinh rút ra lá thăm trống, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Hắn đứng ở phụ cận vạn hỗn tháp, quan sát thái ất kim tiên khác luận bàn. Hàn Hâm, Lý Thanh Tinh, Lý Tinh Nguyệt, Huyền Cơ Thượng Nhân, Hà Ngọc Đường, Phượng Tiêu cùng Long Hàn thực lực đều rất mạnh, có nhiều vị thái ất kim tiên tu luyện pháp tắc đến viên mãn, hoặc là tu luyện thành tiên thể, cũng có thái ất kim tiên nắm giữ trí tôn pháp tắc. Vương Trường Sinh tạm thời chưa phát hiện thái ất kim tiên mang trí tôn pháp tắc tu luyện đến viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể. Huyền cơ thượng nhân luyện nhiều món thượng phẩm tiên khí vào trong cơ thể, Vương Xuyên Minh bây giờ cũng đi một con đường này. Một thanh niên áo làm thân hình cao lớn đã dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý, người này chẳng những pháp tắc viên mãn, hơn nữa tu luyện thành tiên thể thái ất kim tiên tham gia quảng pháp đại hội không ít thái ất kim tiên pháp tác viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể cũng không nhiều cơ bản đều xuất thân thế lực lớn vương trường sinh chưa từng nghe nói thanh niên áo lam đối thủ của thanh niên áo lam là thẩm diễm vương trường sinh đã biết thẩm diễm là đệ tử của linh lung tiên tử thẩm diễm cũng là pháp tác viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể hắn không ngờ thanh niên áo lam khó giải quyết như vậy đôi mắt thanh niên áo lam sáng lên một đạo hào quang màu đen chói mắt thẩm diễm nhìn thấy hào quang màu đen thân thể khẽ run lên cảm giác vô số thanh kiếm sắc bén đánh vào trong hồn hải của mình thần hồn công kích thẩm diễm nhíu mày hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại thanh niên áo lam đã đến trước người hắn tung một cú đấm thẩm diễm muốn tránh đi một trọng lực mạnh mẽ chợt xuất hiện hút chặt hắn ở tại chỗ thẩm diễm tránh cũng không thể tránh được ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng trào ra ngọn lửa hừng hực đánh ra một quyền va chạm với nắm tay thanh niên áo lam một tiếng vang trầm cất lên, hư không rách tả tơi, thẩm diễm lùi lại mấy bước, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đôi mắt thanh niên áo lam phun ra một vầng sáng màu đen, rơi ở trên thân thẩm diễm, thân thể thẩm diễm run rẩy không ngừng, mặt lộ vẻ thống khổ. Đây không phải thần hồn công kích bình thường, mà là đồng thuật. Thẩm diễm còn chưa phục hồi tinh thần, một cây trường đao lóe ra hào quang màu lam đã đến trước người hắn, cách trái tim hắn chỉ khoảng một tấc. Ta nhận thua, thẩm diễm nói, trường đao màu lam luyện vào hồng mông linh bảo, uy lực cực lớn, nếu là sinh tử đấu pháp, hắn đã mất mạng. Tần lãng thắng, trọng tài tuyên bố, một kết quả này ra ngoài tu sĩ ở đây dự kiến, linh lung tiên tử khẽ nhíu lông mày lá liễu. Tần lãng, chưa từng nghe nói nhân vật này, Lý Long Giang nghi hoặc nói, man hoang tiên vực rất nhiều cao thủ, thái ất kim tiên pháp tác viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể không có khả năng không tiếng tăm gì, đối phương quá nửa là đến từ tiên vực khác, cũng có thể là dùng tên giả. Một lần này không ít tiểu bối tiềm lực không tệ đến đây, Pháp tác viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Ánh mắt linh lung tiên tử đặt ở trên người Vương Trường Sinh, tần lãng thực lực không kém, Vương Trường Sinh cũng không kém. Đại đệ tử của Đông Phương Tiên Tử chưa tới, bằng không khẳng định có thể lấy được một cái thứ hạng tốt. Lý Long Giang mỉm cười nói, Quảng pháp đại hội hơn một ngàn vạn năm tổ chức một lần, có một số Thái ất kim tiên vừa vặn ra ngoài hoặc đang bế sinh tử quan bỏ lỡ Quảng pháp đại hội, chưa chắc. Nghe đại danh Quảng Pháp Đại hội đã lâu, ta cũng muốn xem xem, một lần này có thể có kinh nghỉ gì không? Linh lung tiên tử nói, trước mắt còn chưa phát hiện trí tôn, lần trước Quảng Pháp Đại hội đã xuất hiện vài vị trí tôn. Hà Mai vận vẻ mặt đầy tò mò, còn chưa tới một vòng cuối cùng, nhìn kỹ trước nói sau. Lý Long Giang nói, vòng thứ ba chấm dứt, còn lại 20 vị thái ất kim tiên, vương trường sinh quen biết hơn phân nửa. Rút thăm lần nữa, vương trường sinh rút được lá thăm số 3, một lần này, đối thủ của hắn là Từ Ngọc Lãng. Tỷ thí vừa bắt đầu, Từ Ngọc Lãng đã thả ra một con khỉ toàn thân màu đỏ, cùng con khỉ màu đỏ kết hợp một thể, khí tức con khỉ màu đỏ vô hạn tiếp cận Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, cái này chỉ là tiên nguyên lực tiếp cận, vẫn kém xa Đại La Kim Tiên thật sự. Nó há mồm phun ra một cây trường côn hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, rơi trên tay, con vượn khổng lồ màu đỏ xải bước đi về phía Vương Trường Sinh, mặt đất khẽ chấp lên, đồng thời trào ra lửa hừng hực, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh chân phải vương trường sinh nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất một cái, một vòng sáng màu trắng thổi quét ra, va chạm với ngọn lửa, lửa nháy mắt tán loạn. Một làn gió nóng thổi qua, con vượn khổng lồ màu đỏ xuất hiện ở trước mặt vương trường sinh, vung trường côn màu đỏ đập về phía vương trường sinh. Vương trường sinh vung trảm thiên phủ, ninh đón, tiếng keng keng, kim loại giao kích vang lên, trường côn màu đỏ và trảm thiên phủ va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Trường 6784, Đạo thuật hiện 2 nắm tay trái con vượn khổng lồ màu đỏ trào ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh về phía vương trường sinh, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến vương trường sinh. Vương trường sinh không hề sợ hãi, nắm tay trái nở rộ hào quang màu lam, nghênh đón, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, đón đỡ ngọn lửa màu đỏ. Hai nắm đấm va chạm, truyền ra một tiếng nổ lớn, hư không bị đánh rách tả tơi, xuất hiện lượng lớn vết rách. Ngọn lửa màu tuyết lam cùng ngọn lửa màu đỏ va chạm, thứ sau nháy mắt tán loạn. Ngọn lửa màu tuyết lam ngưng tụ thành một con hỏa phượng màu tuyết lam, đánh về phía con vượn khổng lồ màu đỏ. Con vượn khổng lồ màu đỏ phát ra một tiếng rít gào nôn nóng, phun ra một làn sóng âm màu đỏ minh đón. Âm pháp tắc từ Ngọc Lãng có thể liên tục qua ba cửa ải, thực lực tự nhiên không kém. Sóng âm màu đỏ cùng hỏa phượng màu tuyết lam va chạm, hỏa phượng màu tuyết lam nháy mắt tán loạn, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu tuyết lam. Sóng âm màu đỏ lao thẳng đến Vương Trường Sinh ngoài thân vương trường sinh nở rộ ra hào quang màu trắng trói mắt một vòng sáng màu trắng càn quét ra va chạm với sóng âm màu đỏ thứ sau nháy mắt tán loạn ngọn lửa màu tuyết lam đột nhiên ngưng tụ một lần nữa hóa thành một con hỏa phượng màu tuyết lam nó vỗ cánh biến mất khỏi chỗ cũ vòng sáng màu trắng lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu đỏ nó đang muốn tránh đi kinh ngạc phát hiện thân thể của mình không thể động đậy một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện giam cầm nó ở tại chỗ Vòng sáng màu trắng nhanh chóng lướt qua thân thể con vượn khổng lồ màu đỏ, thân thể con vượn khổng lồ màu đỏ nhanh chóng kết băng, một đạo hào quang màu đỏ chói mắt sáng lên, tầng băng hòa tan. Phượng hoàng màu tuyết lam xuất hiện ở phía sau con vượn khổng lồ màu đỏ, đánh lên trên thân nó, thân thể nó bị một ngọn lửa màu tuyết lam bao phủ, kết băng lần nữa. Một lần này tầng băng còn chưa tan đi, nắm tay trái Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu trắng, con vượn khổng lồ màu đỏ bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, tầng băng hòa tan. Vương Trường Sinh vung cổ tay, chạm thiên phủ rời tay, nháy mắt phóng to, lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu đỏ. Con vượn khổng lồ màu đỏ vội vàng vung trường côn màu đỏ nghênh đón, trường côn màu đỏ và chạm thiên phủ va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, một tiếng xé gió vang lên, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao tới, nện thật mạnh ở trên ngực con vượn khổng lồ màu đỏ. Có thể thấy ngực con vượn khổng lồ lõm xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, dừng tay, vương đạo hiếu, ta nhận thua, con vượn khổng lồ màu đỏ nói tiếng người, đa tạ, từ đạo hiếu, vương trường sinh ôm quyền nói, thu hồi trảm thiên phủ. Lúc này, người khác còn chưa kết thúc đấu pháp, đối thủ của Uông Như Yên là từ Ngọc Tuyết, từ Ngọc Tuyết đã lâm vào ảo cảnh, hơn 10 vạn con bọ cánh cứng màu vàng lơ lửng ở trước người Uông Như Yên, không nhúc nhích. Uông Như Yên ôm thiên huyễn tỷ bà, ngón tay tay phải không ngừng lướt qua dây tỷ bà. Từ Ngọc Tuyết vẻ mặt hoảng hốt, không nhúc nhích ánh mắt vương trường sinh dừng ở trên người tần lãng một lần này đối thủ của tần lãng là hàn hâm hàn hâm nắm giữ dư âm dương pháp tắc thoải mái chặn tần lãng công kích tần lãng bấm pháp quyết vô số hào quang màu vàng chợt xuất hiện một người khổng lồ màu vàng cao vạn trượng hiện ra che cả bầu trời tay phải người khổng lồ màu vàng chợt hiện ra lượng lớn đốm sáng màu vàng ngưng tụ thành một chữ thổ thật lớn đạo thuật trấn tiên ấn vương trường sinh kinh ngạc nói hắn tự nhiên không xa lạ năm đó ở cửu tinh tiên vực hắn chính là giao thủ với kim tiên nắm giữ một môn đạo thuật này chẳng lẽ nói tần lãng chính là tên tu sĩ kia ở trên hội đấu giá đạt được đạo thuật chấn tiên ấn hay là nói trùng hợp chữ thổ thật lớn nện ở trên hình ảnh thái cực trước người hàn hâm hình ảnh thái cực nháy mắt tan vỡ hàn hâm muốn tránh trọng lực mạnh mẽ ập xuống trước mặt hắn không thể tránh đi ta nhận thua tần đạo hiếu ta nhận thua hàn hâm vội vàng nói hắn không cách nào cứng rắn đối kháng đạo thuật nhận thua sớm một chút tương đối tốt hơn trọng tài cũng ra tay triệu ra một mặt tấm khiên màu vàng tre ở trước mặt hàn hâm chữ thổ rừng ở giữa không trung hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn tần lãng thắng trọng tài tuyên bố đạo thuật nhiều vị đại la kim tiên bọn lý long giang sắc mặt ngưng trọng ánh mắt đều đặt ở trên người tần lãng thế mà nắm giữ đạo thuật xem ra người này hẳn chính là hạng nhất quảng pháp đại hội phù linh tử nói lại không chỉ một mình hắn nắm giữ đạo thuật tộc nhân trung tâm của lý thị tiên tộc cùng hà thị tiên tộc cũng tham gia tỉ thí nếu có thể nhìn thấy đạo thuật đối đầu, vậy thì tốt rồi. Đúng thế, chỉ nghe người ta nói đạo thuật lợi hại thế này thế kia, ta còn chưa từng thấy thái ất kim tiên thi triển đạo thuật đối đầu đâu. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, mồm năm miệng mười nói không ngừng. Đối thủ của Diệp Hải Đường là Hà Ngọc Đường, nàng không dùng dung khiếu quyết cùng đạo thuật, không phải đối thủ của Hà Ngọc Đường, bại trận. Hà Ngọc Đường pháp tác viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể, thực lực hơn người. Trường 6785, Toàn trường chú ý. Vòng tỉ thí thứ tư kết thúc, 10 người tiến vào một vòng cuối cùng, phân biệt là Tần Lãng, Phượng Tiêu, Hà Ngọc Đường, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Lý Thanh Tinh, Lý Thanh Nguyệt, Hà Ngọc Vân, Hà Ngọc Thần cùng Long Hàn, trong đó Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Tần Lãng không tiếng tăm gì, 7 người bọn Lý Thanh Tinh đều là thái ất kim tiên thành danh nhiều năm của Man Hoang Tiên vực. Không cần bắt cặp quyết đấu nữa nhỉ, quá phiền toái, ta muốn hạng đầu, ai chiến một trận với ta? Tần Lãng mở miệng nói, vẻ mặt đầy tự tin ta đến tiếp tần đạo hữu một hồi. Hà Ngọc Đường tiến lên một bước, sẽ không là đánh bại ngươi rồi, còn phải giao thủ với người khác chứ. Các ngươi quyết ra thắng bại trước đi, tần lãng nhíu mày nói, không cần phiền toái như vậy, tần đạo hữu tiếp ta một quyền là được. Long Hàn nói, tần lãng nhìn về phía đám người vương trường sinh, nói ta thi triển đạo thuật công kích các ngươi, các ngươi đều tiếp ta một chiêu, tiếp không được một chiêu của ta cũng không cần thiết tỉ thí nữa. Không thành vấn đề, Phượng Tiêu đáp ứng. Bốn người Vương Trường Sinh, Lý Thanh Tinh, Hà Ngọc Đường cùng Long Hàn cũng đáp ứng, bốn người bọn Uông Như Yên thì từ bỏ đón đỡ đạo thuật, độ khó quá lớn rồi. Sáu hạng đầu sẽ triển khai giữa các người đi, bắt cặp quyết đấu, Thanh Nguyệt, bốn người các người bắt cặp quyết đấu. Lý Long Giang nói, vâng, Lý Tiền Bối, Long Giang Lão Tổ, mười người bọn Tần Lãng đáp ứng, đối thủ của Vương Trường Sinh là Long Hàn, hắn đã tu luyện thành tiên thể. Vương Đạo Hiếu, không cần phiền toái như vậy, một quyền định thắng bại. Như thế nào, Long Hàn đề nghị nói, đang có ý này, Vương Trường Sinh đáp ứng, ngoài thân Long Hàn nở rộ hào quang vàng óng, tay phải hóa thành một cái long chảo màu vàng thật lớn, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, tung một cú đấm, nghênh đón. Long chảo màu vàng và nắm tay phải Vương Trường Sinh va chạm, bộc phát ra một luồng sóng khí kinh người, nắm tay phải Vương Trường Sinh xuất hiện vài vết máu mờ nhạt, Long Hàn lui về hai bước, Vương Trường Sinh không nhúc nhích. Long Hàn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nói, vương đạo hữu khí lực mạnh hơn ta, bội phục. Đa tả, vương trường sinh khiêm tốn nói, tần lãng và phượng tiêu luận bàn, phượng tiêu nắm giữ đạo thuật là lưu tinh hỏa vũ, nam cung tiên tộc cũng nắm giữ một môn đạo thuật này. Đỉnh đầu tần lãng có một chữ thổ thật lớn cùng một chữ hỏa thật lớn, đây là hai ấn trong chấn tiên ngũ ấn. Vương trường sinh có thể xác định, tần lãng chính là người nọ ở trên hội đấu giá đổi đi đạo thuật chấn tiên ấn, không ngờ gã còn kiếm được vật bổn nguyên tu luyện đạo thuật. Phượng Tiêu thi triển đạo thuật Lưu Tinh Hỏa Vũ, ba khối vẫn thạch thật lớn cắt qua bầu trời, đánh về phía Tần Lãng. Tần Lãng bấm pháp quyết, chữ thổ cùng chữ hỏa thật lớn nghênh đón. Ba khối vẫn thạch thật lớn cùng hai ấn va chạm, bay ngược ra ngoài, mặt ngoài vẫn thạch xuất hiện một ít vết nứt, sau va chạm nhiều lần, vẫn thạch tan vỡ. Hai ấn lao thẳng đến Phượng Tiêu, Phượng Tiêu vội vàng mở miệng nói, "Tần đạo hữu đạo pháp cao thâm, tiểu muội nhận thua." Trấn Tiên ấn sắc mặt linh lung tiên tử ngưng trọng, đông phương tiên tử từng thấy môn đạo thuật này. Lý Long Giang tò mò hỏi, ngày xưa từng thấy một vị đạo hiếu thi triển một môn đạo thuật này, nhưng một môn đạo thuật này tựa như không trọn vẹn. Linh lung tiên tử nói, một môn đạo thuật này uy lực không nhỏ nha, lưu tinh hỏa vũ Chu tước đảo truyền thừa cũng không bằng đạo thuật này. Hà Mai vẫn nói, cũng không thể nói không bằng đi, đạo thuật đều có đặc sắc, cùng là đạo thuật, trọng điểm không giống nhau. Lý Long Giang đánh giá, Đạo thuật Hà Ngọc Đường nắm giữ là Hải Thượng Minh Nguyệt, mà đạo thuật Lý Thanh Tinh nắm giữ là Nhất Kiếm Tuyệt Trần, thứ trước là Đao Pháp, thứ sau là Kiếm Pháp, Hà Ngọc Đường hơn một bậc. Kết quả ba hạng đầu đã có, Tần Lãng, Hà Ngọc Đường cùng Vương Trường Sinh. Vương Đạo Hiếu, ngươi chỉ là Pháp tắc viên mãn, chưa nắm giữ đạo thuật, ở vị trí thứ ba như thế nào? Hà Ngọc Đường nói, ta đối với hạng đầu cũng rất có hứng thú. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, các ngươi cùng lên đi, không cần phiền toái như vậy. Tần Lãng nói, vẻ mặt đầy tự tin, ta đấu trước với Tần Đạo Hữu đi. Hà Ngọc Đường trầm giọng nói, hắn và Vương Trường Sinh cùng lên, thắng cũng sẽ bị nói thắng không võ. Bọn họ tiến vào vạn hỗn tháp luận bàn, các tiên nhân có thể xem rõ ràng. Tỷ thí vừa bắt đầu, bọn họ trực tiếp thi triển đạo thuật so đấu. Phía sau Hà Ngọc Đường chợt hiện ra một mảng đại dương minh mông, một vầng trăng bạc chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở trên mặt biển, trăng bạc chuyển động không ngừng, một đao quang màu bạc hình bán nguyệt thổi quét ra, lao thẳng đến tần lãng tần lãng cũng thi triển đạo thuật chữ thổ cùng chữ hỏa nghinh đón đao quang màu bạc va chạm với chữ thổ bộc phát ra một luồng sóng khí kinh người mặt ngoài chữ thổ xuất hiện một ít vết nứt nhỏ chữ hỏa thì đập về phía hà ngọc đường hà ngọc đường bấm pháp quyết trăng bạc bắt đầu chuyển động lại là một đao quang màu bạc hình bán nguyệt thổi quét ra chém về phía chữ hỏa hai chữ phù thật lớn đập về phía hà ngọc đường chữ thổ nặng vô cùng mà chữ hỏa tản mát ra nhiệt độ cao kinh người âm 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 đạo thuật so đấu, vạn hỗn tháp hơi chấp lên, Hà Ngọc Đường và Tần Lãng sắc mặt tái nhợt đi, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm tinh huyết lớn. chương 6786, Huyền Long Tử 1 Tần Lãng bấm pháp quyết, chữ thổ cùng chữ hỏa kết hợp một thể, hóa thành một cái ấn tỷ khổng lồ hai màu, đập đến thẳng mặt. Hà Ngọc Đường thúc giục đạo thuật đón đánh, đao quang màu bạc căn bản không ngăn được, hắn bại trận. Tần Lãng, chưa từng nghe người này, người này không phải người man hoang tiên vực nhỉ hẳn là đến từ tiên vực khác, người này thật lợi hại nha. Tiên giới người tài ba không ít, nhắm chừng là người nổi bật của tiên vực khác đi. Hạng đầu là của người này rồi, còn chưa kết thúc đâu, không phải còn có vương đạo hữu sao. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, trong mắt đại la kim tiên bọn Lý Long Giang lóe lên sự ngạc nhiên. Vương đạo hữu chúng ta một chiêu định thắng bại, tần lãng nhìn về phía vương trường sinh, nói, tần đạo hữu người dùng tiên đan trước, khôi phục xong lại giao thủ với ta đi vương trường sinh nói không cần một chiêu mà thôi tần lãng chẳng hề để ý nói không để vương trường sinh vào mắt vương trường sinh mỉm cười tay phải nở rộ ra một vòng sáng màu đen thần hồn pháp tắc trí tôn phu linh từ hít vào một ngụm khí lạnh đám người hà ngọc đường hàn hâm lý thanh tinh đều chưa nắm giữ trí tôn pháp tắc bọn họ tu luyện pháp tắc đến viên mãn xem như thiên kiêu bộ phận thái ất kim tiên tham gia tỉ thí nắm giữ trí tôn pháp tắc chưa tu luyện pháp tắc đến viên mãn cái này cũng không phải nói man hoang tiên vực không có trí tôn, hoặc là ra ngoài không ở đây, hoặc là đã tiến vào đại la kim tiên, hoặc là đang bế quan trùng kích đại la kim tiên. Sắc mặt tần lãng trở nên ngưng trọng, như vậy, tính chất lại khác. Đạo thuật sở dĩ lợi hại, chủ yếu là có thể mượn một tia bổn nguyên pháp tắc, chỉ có trí tôn pháp tắc viên mãn mới có thể chống lại đạo thuật. Không phải trí tôn pháp tắc tu luyện đến viên mãn cũng không cách nào chống lại đạo thuật, đây cũng là chỗ lợi hại của trí tôn pháp tắc. Hắn chưa từ chối, lấy ra một viên thuốc màu vàng nuốt vào, khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Chí tôn, thần hồn pháp tắc, tiên thể, trong mắt Lý Long Giang lóe lên sự ngạc nhiên. Linh Lung tiên tử, Hà Mai vận, nhiều vị đại la kim tiên vẻ mặt đầy chấn động, bọn họ vốn cho rằng Tần Lãng đã đủ bắt mắt, không ngờ Vương Trường Sinh càng thêm bắt mắt. Vương Ly, chưa từng nghe nói cái tên này, lại là người tiên vực khác. Hà Mai vận nhíu mày nói, quảng pháp đại hội một lần này, nổi bật đều bị người ngoài đến đoạt đi rồi mặc kệ xuất thân tiên vực nào, đều là một nhà, nhưng chỉ dựa vào thần hồn pháp tắc, có thể ngăn cản đạo thuật sao. Cho dù chặn được, bọn họ ai lợi hại hơn, vẻ mặt Lý Long Giang đầy tò mò. Sau nửa canh giờ, Tần Lãng đứng dậy, nói, Vương Đạo Hiếu, ta sẽ không lưu thủ, người phải cẩn thận đấy. Nói xong lời này, hắn bay vào trong vạn hỗn tháp. Vương Trường Sinh mỉm cười, cũng bay vào vạn hỗn tháp. Ánh mắt các tiên nhân đều đặt ở vạn hỗn tháp, quan sát Tần Lãng cùng Vương Trường Sinh đấu pháp. Thái ất kim tiên so đấu đạo thuật vốn đã rất hiếm thấy, bây giờ lại có thể nhìn thấy trí tôn pháp tác viên mãn cùng đạo thuật so đấu, loại chuyện này ngàn vạn năm hiếm gặp một lần, đại bộ phận tiên nhân đều không có cơ hội nhìn thấy. Tần lãng trực tiếp thúc giục đạo thuật chấn tiên ấn, một người khổng lồ màu vàng cùng một người khổng lồ màu đỏ xuất hiện ở phía sau hắn, lòng bàn tay chúng nó phân biệt hiện ra hào quang màu vàng cùng hào quang màu đỏ chói mắt, chữ thổ cùng chữ hỏa thật lớn hiện ra, hướng thẳng đến vương trường sinh ngoài thân vương trường sinh nở rộ hào quang màu lam, vùng hai nắm đấm, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió chói tai vang lên, quyền ảnh màu lam dày đặc bay ra, giống như một dòng sông màu lam đón đỡ chữ thổ cùng chữ hỏa, hai bên va chạm, quyền ảnh màu lam nháy mắt tán loạn. Hai chữ phù khổng lồ hóa đến trước mặt vương trường sinh, tay phải vương trường sinh nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nghênh đón. Vòng sáng màu đen cùng hai chữ phù va chạm, hai chữ phù dừng ở giữa không chung. Vương Trường Sinh lấy ra Trảm Thiên Phủ, chém về phía chữ thổ. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, chữ thổ bay ngược ra ngoài, chữ hỏa bay tới, một làn sóng nhiệt kinh người ập đến trước mặt. Thần hồn pháp tác viên mãn có thể chống đỡ với đạo thuật, muốn phá đi đạo thuật thì không dễ dàng như vậy. Vương Trường Sinh vung tay áo, hai tấm thiên thần kính bay ra, bấm pháp quyết, mặt gương nhất thời sáng lên một mảng hào quang vàng óng trói mắt, đều phun ra một vầng sáng vàng óng, che kín hai chữ phù, đồng thời một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện. Giày của vương trường sinh sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt tần lãng. Tần lãng vội vàng lấy ra một cây trường qua hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, chém về phía vương trường sinh. Vương trường sinh lấy ra chảm thiên phủ, nghinh đón. Trường qua màu lam va chạm với chảm thiên phủ, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa văng khắp nơi. Vương trường sinh vung hai nắm đấm, đánh về phía tần lãng. Cho dù tần lãng là tiên thể, Vương Trường Sinh cũng có nắm chắc đánh bại hắn. Đúng lúc này, ngoài thân Tần Lãng nở rộ hào quang vàng óng, thân thể giống như phủ lên một lớp màng màu vàng óng. Nắm tay Vương Trường Sinh đánh lên trên thân Tần Lãng, Tần Lãng bình yên vô sự. Đạo thuật loại phòng ngự, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, chương 6787, Huyền Long tử 2. Vận dụng dung khiếu quyết giải quyết hắn đi, ta làm phép che lấp, Đại La Kim Tiên không nhìn thấy. Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh quá nhiều bí mật, bại lộ ra, phiền toái không nhỏ. Vừa dứt lời, không đợi Vương Trường Sinh trả lời, ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ ra một đạo hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ bóng dáng hai người, ngay sau đó, Tần Lãng bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ha ha, thống khoái, bao nhiêu năm rồi chưa từng sảng khoái như vậy, đáng tiếc ngươi chưa nắm giữ đạo thuật. Tần Lãng cười ha ha, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh đạo thuật cương cân thiết cốt, đây không phải đạo thuật chân long nhất tộc nắm giữ sao. Có người nhận ra đạo thuật phòng ngự tần lãng sử dụng. Hắn sẽ không là người chân long nhất tộc chứ. Ta càng thêm tò mò là, vương đạo hữu là đánh bại tần đạo hữu như thế nào, các người thấy rõ không? Các tu sĩ mồm năm miệng 10 nói không ngừng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đại la kim tiên bọn Lý Long Giang nhìn nhau, bọn họ tự nhiên nhận ra đạo thuật phòng ngự tần lãng thi triển là cương cân thiết cốt nhưng bọn họ càng thêm tò mò vương trường sinh đánh bại tần lãng như thế nào. Ta nhận thua, man hoang tiên vực không hổ là tiên vực lớn, người tài ba không ít. Tần lãng nói, ngũ quan chợt mơ hồ, biến thành một thanh niên áo làm diện mạo hiên ngang, tai dài mũi cao, yêu khí ngút trời, hắn ôm quyền nói tại hạ huyền long tử. Ra mắt vương đạo hiếu, huyền long tử, quả nhiên là người chân long nhất tộc, hà ngọc đường, lý thanh tinh. Hàn hâm đám thái ất kim tiên thua ở trên tay huyền long tử sắc mặt hơi giãn ra, bọn họ thua không oan thua người của chân long nhất tộc huyền long tử vương trường sinh nhíu mày sớm biết đối phương lai lịch lớn như vậy hắn đã không thi triển dung khiếu quyết cũng may hắn lợi dụng thượng phẩm tiên khí thay đổi khuôn mặt trái lại cũng không lo lắng thân phận bại lộ vương ly thắng trọng tài tuyên bố vương trường sinh và huyền long tử bay ra khỏi vạn hỗn tháp trên mặt huyền long tử tràn đầy nụ cười cũng chưa vì thua vương trường sinh liền uể oải long tiểu hữu sao là ngươi Lý Long Giang vẻ mặt ôn hòa nói, ta ra ngoài du lịch, vì tránh phiền toái không cần thiết, lúc này mới thay đổi diện mạo. Huyền Long Tử giải thích, hắn nếu trực tiếp lộ ra thân phận tộc nhân trung tâm của tổ Long nhất tộc, không có thái ất kim tiên nào dám dốc toàn lực giao thủ với hắn, thua hắn còn tốt, nếu đã thương hắn, lo lắng đưa tới chân Long nhất tộc trả thù. Ngoài ra, hỗn độn thú cũng sẽ nhầm vào hắn, hắn không thể không thay đổi dung mạo làm việc. Thì ra là Long đạo hữu của chân Long nhất tộc, ta nói ai có bản lãnh lớn như vậy hàn hâm giọng điệu thân thiện, bắt đầu các là thế lực số một số hai man hoang tiên vực, nhưng so với chân long nhất tộc còn kém xa. Lúc này, bốn người bọn Uông Như Yên cũng tỉ thí xong rồi, Uông Như Yên đạt được hạng bảy. Lý Long giang phái người phát thưởng, Vương Trường Sinh đạt được một viên thái huyền ngọc chi đan, Uông Như Yên đạt được một bộ tiên phù trận bậc ba loại phòng ngự tiểu bắt đầu trận, lực phòng ngự kinh người. Tỉ thí kết thúc, Quảng Pháp Đại hội cũng tuyên bố kết thúc. Vương Đạo Hiếu, tương lai có rảnh có thể đến Tổ Long Thành tìm ta, chúng ta lại luận bàn một lần, hy vọng đến lúc đó, người nắm giữ một môn đạo thuật. Huyền Long tử nói xong lời này, đi đến trên một tòa truyền tống trận ngẫu nhiên của quảng trường, truyền tống rời khỏi trước mặt mọi người. Cân nhắc đến bộ phận tu sĩ sẽ bị kẻ thù nhầm vào, không thể toàn thân mà lui, ban tổ chức quảng pháp đại hội đều sẽ bố trí một tòa truyền tống trận ngẫu nhiên cỡ lớn, có thể truyền tống rời khỏi trước mặt mọi người, bằng không các tiên nhân cấp cao đắc tội thế lực lớn chưa chắc dám tới tham gia. Cái khác không nói, đạt được phần thưởng rất tốt, không chừng bị người ta nhầm vào. Vương Trường Sinh cũng không ở lâu, nói một tiếng với Thái Ất Kim Tiên bọn Lý Thanh Tinh, bốn người bọn họ trước mặt mọi người truyền tống rời khỏi. Quảng Pháp Đại hội đã kết thúc, nhưng tiên nhân cũng chưa lập tức rời khỏi phường thị, khó được đến một chuyến, tự nhiên muốn trao đổi thêm với đạo hữu khác. Một tòa trang viên yên tĩnh, Lý Long Giang, Linh Lung Tiên Tử, Hà Mai Vận, Lăng Tiêu Tử. Hơn 10 vị đại la kim tiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm các ngươi có từng nhìn thấy vương tiểu hữu là đánh bại long tiểu hữu như thế nào không lăng tiêu tử tò mò hỏi mọi người trực tiếp lắc đầu bọn họ cũng rất tò mò người này lai lịch thần bí nói không chừng là môn nhân đệ tử của đạo tổ khác bớt hỏi thăm hành tung người này đi lý long giang nói huyền long tử nếu không triển lộ thân phận chân thật nắm giữ hai môn đạo thuật khẳng định sẽ đưa tới đại la kim tiên mơ ước nói cũng đúng không ngờ tộc nhân trung tâm chân long nhất tộc xuất hiện ở man hoang tiên vực hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Nhớ đâu gặp chuyện, chúng ta không dễ ăn nói với Tổ Long. Hà Mai vẫn nói, ở trong mắt bọn họ, Huyền Long từ ngược lại là một cái phiền toái. chương 6788, Bế quan tiềm tu. Hẳn là sẽ không, trừ phi Đại La Kim Tiên ra tay, nếu không không bắt được hắn, trên người hắn hẳn là có đồ vật giữ bí mật. Hơn nữa, hắn là tự mình rời khỏi, lại không phải chúng ta bức bách hắn rời khỏi, thực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không quan hệ với chúng ta. Lăng tiêu tử không cho là đúng, nói là nói như thế, hắn nếu thực xảy ra chuyện, phiền toái không nhỏ, vẫn là phân phó xuống, truy bắt một ít tà tu thái ất kim tiên, giết gà dọa khỉ đi. Lý Long Giang đề nghị, mọi người bày tỏ rất đồng ý, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống. Bắc Hải Tiên Vực, Thiên Thần Hải Vực, Đông Ly Đảo, Vương Vĩnh Thiên, Đồng Tuyết Ly cùng Vương Sương Minh đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn mây xét sáu màu trên bầu trời nơi xa. Chấp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi sáu màu thô to lục tục bổ xuống, lao thẳng đến thung lũng nhỏ nào đó. Vương Thanh Phong đang trùng kích thái ất kim tiên, cao tầng vương gia chuẩn bị rất nhiều tiên đan bảo vật, Vương Thanh Phong vượt qua lôi kiếp không thành vấn đề. Sau thời gian một chén trà, mây xét sáu màu quay cuồng dân trào, hóa thành một con lôi mãng sáu màu hình thể to lớn, quanh thân lôi quang quanh quẩn, lôi mãng sáu màu từ trên trời lao xuống, lao về phía thung lũng nhỏ bên dưới. Lôi mãng sáu màu vừa tới gần thung lũng nhỏ trăm trượng, một đao quang màu đỏ thật lớn quét ra, chém lôi mãng sáu màu thành hai nửa, một mảng lôi quang sáu màu thật lớn phóng lên trời, đất rung núi chuyển, khói bụi đầy trời. Xem ra chúng ta trở về đúng thời điểm, một giọng nam tử tràn ngập vui sướng vang lên, vừa dứt lời, một giải cầu vồng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, dừng ở trên không đông ly đảo. Độn quang thu liếm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, vương trường sinh, uông như yên, Vương Thu Lâm và Diệp Hải Đường đứng ở trên con thuyền bay màu xanh. Sau khi quảng pháp đại hội kết thúc, bốn người bọn Vương Trường Sinh cũng rời khỏi man hoang tiên vực, quay trở về Bắc Hải tiên vực, không ngờ vừa lúc đụng tới Vương Thanh Phong trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Cha, ngài đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, quá tốt rồi. Đồng Tuyết Ly cảm nhận được Vương Trường Sinh tản mát ra linh áp kinh người, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lúc tham gia quảng pháp đại hội, hắn vẫn là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, trên đường trở về, hắn vẫn luôn ở trong tứ quý đồ tu luyện, thuận lợi tiến vào thái ất kim tiên đại viên mãn. Lúc này, lôi quang sáu màu đã tan đi, một đạo độn quang màu đỏ từ trong đó bay ra, đáp ở trước mặt vương trường sinh cùng uông như yên, chính là vương thanh phong, trên người hắn mặc một món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, không mất cọng tóc nào, thoải mái tiến vào thái ất kim tiên. Hắn sống lại hơn 20 vạn năm, rốt cuộc tiến vào thái ất kim tiên. Cha, mẹ, con tiến vào thái ất kim tiên rồi. Vương Thanh Phong hưng phấn nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm xúc lẫn lộn, bọn họ hơn 200 vạn năm rồi chưa nhìn thấy Vương Thanh Phong, cách biệt một lần thật nhiều năm. "Chúng ta về Thanh Liên đảo trò chuyện đi." Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Phong theo bọn họ cùng nhau quay về Thanh Liên đảo, tới Thanh Liên Phong. "Cha, mẹ, hai người cuối cùng đã trở lại, đoạn thời gian đó hai người ra ngoài, thường xuyên có người tới cửa bái phỏng, muốn gặp hai người một lần." Đồng Tuyết Ly nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên danh tiếng quá lớn, thường xuyên có thái ất kim tiên tới cửa bái phỏng, nhưng bọn họ không có nhà, người vương gia chỉ có thể nói bọn họ đang bế sinh tử quan, khiến không ít khách tới chơi thất vọng. Thanh Phong cũng đã tiến vào thái ất kim tiên, chúng ta còn cho rằng Thanh Phong phải sống lại muộn hơn chút. Vương Trường Sinh cười nói, may có gia tộc giúp đỡ, bằng không con không sống lại nhanh như vậy. Vương Thanh Phong nói, vương gia đầu tư lượng lớn nhân lực vật lực, giúp bộ phận tín đồ tế bái tượng thần cơ tiên quân giải mộng, tín đồ mới có thể càng ngày càng nhiều, thần tiên mất linh là không có ai tế bái. Mượn dùng tượng thần cơ tiên quân, kim thân vương thanh phong ở truyền thừa bảng hấp thu được lượng lớn lực lượng hương khói, đẩy nhanh tốc độ sống lại. Cha nếu tiến vào đại la kim tiên, gia tộc chúng ta chính là tiên tộc rồi. Đồng tuyết ly kích động nói, vương gia đã có khí tượng tiên tộc, chỉ thiếu một vị đại la kim tiên, liền có thể trở thành tiên tộc. Ta tính bế quan trùng kích đại la kim tiên, các người cứ ở lại thiên thần hải vực hộ pháp cho ta đi. Đừng chạy lung tung. Vương Trường Sinh nói, hắn tiến vào Thái Ất Kim Tiên đã hơn 200 vạn năm rồi. Con biết rồi cha, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đáp ứng, Vương Thanh Phong vừa mới tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tính bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. Đúng rồi, gia tộc tình hình gần đây như thế nào? Hỗn độn đại lục bên kia không có việc gì chứ? Uông Như Yên hỏi, Diệp Hải Đường và Vương Thu Lâm từng về hỗn độn đại lục một chuyến, nhưng đó là chuyện hơn 20 vạn năm trước. May có cha mẹ để Hải Đường biểu tỷ mang về chỗ tài nguyên đó, Thanh Bạch cùng Thanh Linh lần lượt tu luyện thành tiên thể, Thanh Bạch tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc. Đồng Tuyết Ly nói, Diệp Hải Đường sau khi mời Thiên Vu bà bà nguyền rủa giết chết bát quái tiên tôn, nàng đưa một lô tài nguyên tu tiên về Thanh Liên Thành, bất ngờ đạt được một vật bổn nguyên. Chương 6789, trùng kích đại la kim tiên 1. Trong chỗ tài nguyên đó có nhiều loại tiên tử bậc ba rèn luyện thân thể. Trước đó, Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Linh dùng không ít huyết anh ngọc hạnh đan cùng huyết tê đan luyện vào tinh hạch tám màu, thân thể đã rất mạnh rồi. Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Linh sau khi uống nhiều loại tiên tử bậc ba rèn luyện thân thể, lần lượt tu luyện thành tiên thể. Nghiêm khắc mà nói, Vương Thanh Bạch tu luyện thành tiên thể trước, Vương Thanh Linh được lợi theo, cũng tu luyện thành tiên thể. Vương Thanh Bạch tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc, đây là niềm vui bất ngờ. Thanh Bạch tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc, hắn là làm thế nào? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, hắn tham gia hội trao đổi, đổi được tâm đắc tìm hiểu luân hồi pháp tắc của Thái Ất Kim Tiên, lại thêm một quyển công pháp luân hồi cấp thấp bất ngờ tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc đồng tuyết ly giải thích cũng không phải công pháp cấp cao thì nhất định có thể tìm hiểu ra pháp tắc tương ứng mỗi người một khác đây trái lại là niềm vui bất ngờ như vậy thực lực của thanh linh cùng thanh bạch càng mạnh hơn rồi trên mặt uông như yên tràn đầy nụ cười vương thanh linh và vương thanh bạch vốn là một thể bọn họ đều nắm giữ trí tôn pháp tắc hợp thể lần nữa thực lực tăng lên không hề nhỏ nói chuyện phiếm chốc lát Vương Trường Sinh bảo bọn họ trở về. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới Đông Dương Đảo, đây là một trong rất nhiều hòn đảo Vương gia khống chế. Vương Trường Sinh vốn muốn ở Đông Ly Đảo trùng kích Đại La Kim Tiên, dựa theo Lý Ngọc Thần giới thiệu, trí tôn trùng kích Đại La Kim Tiên lôi kiếp đặc biệt mạnh, có thể sẽ hủy diệt Đông Ly Đảo, Vương Trường Sinh chuyển sang lựa chọn Đông Dương Đảo. Trên Đông Dương Đảo tất cả phương tiện đầy đủ, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện uông như yên ở trên đảo hộ pháp cho vương trường sinh đồng thời bảo vương vĩnh thiên rút đi tộc nhân trên đảo xây dựng đội tuần tra tăng mạnh tuần tra hỗn độn đại lục kim tiêu thành một tòa trang viên yên tĩnh phương ngọc sao cùng kim tiêu tiên tử ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh thưởng thức trả nói chuyện phiếm thôi diễn tung tích một tên thái ất kim tiên kim tiêu tiên tử nghi hoặc nói đúng vậy chúng ta nắm giữ một ít thần thông cùng tiên khí từng sử dụng của người này chỉ có hai loại tin tức này nếu không được vậy thôi diễn tung tích thẩm đình thẩm sư điệt, được không? Phương Ngọc Giao nói, ta không phải bói toán sư, việc này Phương Phu Nhân tìm người khác đi. Kim Tiêu Tiên Tử nói, ta biết hứa tiên tử không phải bói toán sư, ta là muốn mời hứa tiên tử hỗ trợ, giới thiệu vài vị bói toán sư thần thông quảng đại, hỗ trợ thôi diễn tung tích của người này. Phương Ngọc Giao nói, việc này lực bất tòng tâm, bây giờ bói toán sư cấp cao đều bị tập trung lại, thôi diễn tung tích một món trí bảo, không rảnh quan tâm loại chuyện này, ngươi có thể đi địa bàn côn luân tiên thành thử vận khí một chút, cử cung tiên quân của thanh liên vương gia tinh thông thuật bói toán, ngươi có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Kim tiêu tiên tử nói, thanh liên vương gia, cử cung tiên quân, trên mặt phương ngọc giao lộ ra gia vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Nói chuyện phiếm chốc lát, nàng cáo từ rời khỏi. Xuân đi thu đến, 20 vạn năm trôi qua, hỗn độn đại lục, thanh liên thành, trên đường dòng người đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Thanh Liên Thành thành lập hơn 200 vạn năm, Tiên nhân trong thành không ngừng tăng, phần lớn là tộc Nhân Vương gia. Cách mỗi mấy chục vạn năm, Vương gia sẽ lấy ra thượng phẩm tiên khí, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, thượng phẩm diệt tiên pháo các vật tư chiến lược quý hiếm bán đấu giá, mượn điều này hấp dẫn tiên nhân tham gia hội đấu giá. Vương gia chuẩn bị tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, tin tức đã sớm truyền ra, lượng lớn tiên nhân chạy tới Thanh Liên thành, chuẩn bị tham gia hội đấu giá cỡ lớn. Lượng lớn tiên nhân ùa vào Thanh Liên thành, thúc đẩy Thanh Liên thành càng thêm phồn hoa vương gia không thể không phái thêm nhân thủ tuần tra, phòng ngừa có bọn đạo trích làm loạn. Thanh Liên Thành là địa thành thực lực mạnh nhất dưới chướng Côn Luân Tiên Thành, trừ có vật tư chiến lược cấp cao bán ra, cũng có quan hệ rất lớn với Thanh Liên Tiên Lữ. Thái Ất Kim Tiên nắm giữ trí tôn pháp tắc không ít, Thái Ất Kim Tiên có thể được đạo tổ triệu kiến có thể đếm được trên đầu ngón tay, người có tiếng cây có bóng, có không ít tiên nhân chạy tới Thanh Liên Thành, trừ muốn đấu giá tài nguyên tu tiên, cũng muốn được thấy người thật của Thanh Liên Tiên Lữ. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Linh, Vương Anh Kiệt, Tảo Viễn Tinh. Hơn 20 vị thái ất kim tiên tụ tập ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hiếu, hội đấu giá cỡ lớn một lần này, có thể được thấy thái hạo tiên quân cùng thiên cầm tiên tử hay không? Một thiếu nữ váy đỏ dáng người thướt tha tò mò hỏi, yêu khí ngút trời. Cha mẹ đang bế sinh tử quan, ta cũng không biết bọn họ khi nào xuất quan, nếu bọn họ xuất quan, ta sẽ thông báo lân tiên tử. Vương Thanh Bách khách khí nói. Những năm qua, thường xuyên có thái ất kim tiên tới cửa bái phỏng, muốn gặp vương trường sinh cùng uông như yên một lần, vương gia đều tuyên bố với bên ngoài bọn họ đang bế sinh tử quan. Được rồi, nói tới, bọn họ bế quan thời gian cũng không ngắn nữa, hơn có một trăm vạn năm rồi nhỉ. Thiếu nữ váy đỏ nói, chương 6790, trùng kích đại la kim tiên hai Cái này không có gì kỳ quái, đến chúng ta một bước này, muốn tiến một bước nữa muôn vàn khó khăn, bế quan trăm vạn năm không tính là gì. Vương Anh Kiệt không tán đồng. Vương Mạnh Bân và Diệp Hải Đường lần lượt đạt được vật bổn nguyên, Vương Anh Kiệt rất hâm mộ, cũng muốn thử vận khí một chút. Cũng đúng, lão tổ tông của chúng ta cũng bế quan hơn 100 vạn năm rồi. Tào Viễn Tinh bày tỏ rất đồng ý, Thái Hạo Tiên Quân lộ diện lần nữa, sẽ không là Đại La Kim Tiên rồi chứ. Thiếu nữ váy đỏ trêu, Lân Tiên Tử nói đùa rồi, Đại La Kim Tiên nào có dễ tiến vào như vậy, chỉ riêng kiếm được tiên đan thần dược phụ trợ Thái Ất Kim Tiên trùng kích Đại La Kim Tiên đã rất khó khăn, càng đừng nói cấp cao độ kiếp bảo vật. Vương Thanh Bách còn chưa nói xong, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Xin lỗi, ta có chút việc xử lý, hôm nay chỉ tán gẫu đến nơi đây. Vương Thanh Bách nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu xanh bay ra ngoài. Phương Ngọc Giao đứng ở trên bầu trời ngoài thanh liên thành, vẻ mặt lạnh nhạt. Những năm qua, nàng không thiếu tìm kiếm bói toán sư cấp cao, hỗn độn đại lục tài nguyên tu tiên phong phú, cao thủ nhiều như mây, số lượng bói toán sư cấp cao không ít, nhưng các bói toán sư cấp cao đó phần lớn xuất thân thế lực lớn, Phương Ngọc Giao muốn mời được bọn họ ra tay cũng không dễ dàng, trần trọc nhiều phen, nàng tính đến thanh liên thành thử vận khí một chút. Đương nhiên, nàng những năm qua cũng đang tìm kiếm tài nguyên tu tiên, tụ hội trao đổi cùng đại la kim tiên khác, tìm kiếm bói toán sư cấp cao chỉ là chuyện nhân tiện, dù sao nàng nắm giữ quá ít tin tức. Có nhiều vị đại la kim tiên đề cử với nàng cửu cung tiên quân của thanh liên vương gia, Phương Ngọc Giao tìm tới cửa. Vương Thanh Bách bay ra, cúi người hành lễ, khách khí nói, không biết tiền bối đại giá Quang Lâm, chưa tiếp đón từ xa. Vãn bối Vương Thanh Bách, bái kiến tiền bối, cửu cung tiên quân ở Thanh Liên thành không, ta tìm hắn có chút việc. Phương Ngọc Giao nói, tiền bối tìm Thu Lâm, thật sự không đúng dịp, hắn đang bế sinh tử quan, còn chưa xuất quan, không biết liên hệ tiền bối như thế nào. Thu Lâm xuất quan, vãn bối lập tức thông báo Thu Lâm. Vương Thanh Bách khách khí nói. Vương Thu Lâm ở Thanh Liên đảo bế quan tu luyện, Vương Thanh Bách không nói láo. Bế sinh tử quan, ta tạm thời ở Côn Luân Tiên Thành, hắn nếu xuất quan, người phái người đi Côn Luân Tiên Thành tìm ta, ta là Phương Ngọc Giao của Hạo Thiên Cung. Phương Ngọc Giao nói, vâng, Phương Tiền Bối, Vương Thanh Bách đáp ứng, Phương Ngọc Giao gật gật đầu, hóa thành một đạo độn quang vàng óng rời khỏi. Vương Thanh Bách quay về chỗ ở, hắn gọi Thôi Giao đến, phân phó, Phương Ngọc Giao tới cửa bái phòng, có việc tìm Thu Lâm, người phái người mang tin tức truyền về đi dùng tổ chức ngoại vi đưa tin nhất định phải bí ẩn vương ra ám đường nâng đỡ nhiều tổ chức ngoại vi bước đầu có quy mô vâng thanh bách lão tổ thôi giao đáp ứng nhận lệnh mà đi thiên thần hải vực thanh liên đảo một tòa trang viên yên tĩnh vương vĩnh thiên cùng vương mô hâm ngồi trong một tòa đình đá màu xanh đang nói cái gì vương vĩnh thiên lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin lóe ra hào quang vàng óng đánh vào một đạo pháp quyết thanh âm ngạc nhiên lẫn vui mừng của Vương Sương Minh vang lên, gia chủ, lão Tổ Tông đang trùng kích đại la kim tiên, cần phái thêm nhân thủ tuần tra, tăng mạnh đề phòng. Lập tức phái thêm nhân thủ, chưa có mệnh lệnh của ta, không cho bất luận kẻ nào tới gần Đông Dương đảo trăm vạn dặm. Vương Vĩnh Thiên phân phó, vâng, gia chủ, Vương Sương Minh đáp ứng, lão Tổ Tông đang trùng kích đại la kim tiên, quá tốt rồi, vẻ mặt Vương Ngô hâm đầy kích động, bọn họ truyền tống đến Đông Dương đảo, thấy được một đám mây xét thật lớn, chấp lóe sấm rền, tiếng nổ không ngừng vang, từng đạo tiên lôi chín màu thô to đánh xuống, thanh thế to lớn, mỗi một đạo tiên lôi chín màu bổ xuống, hư không đều xé rách ra, xuất hiện từng vết rách to dài, trời đất tối tăm, giống như một mảng thiên địa này sắp sụp xuống. Uông Như Yên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh đã đả thông 360 tiên khiếu, đưa tới lôi kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn chính là Đại La Kim Tiên. Lôi kiếp trùng kích Đại La Kim Tiên quả thật uy lực cực lớn, mặc kệ là độ dài thời gian hay uy lực đều không phải lôi kiếp trùng kích thái ất kim tiên có thể so sánh tiếng nổ không ngừng từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống sóng khí cuồn cuộn một ngọn núi cao thế núi hiểm trở vương trường sinh ngồi khoanh chân ở trên một đài sen màu xanh một tấm khiên màu đen lơ lửng ở trước người từng đạo tiên lôi chín màu đánh lên tấm khiên màu đen tấm khiên màu đen nhẹ nhàng chấp lên mặt ngoài xuất hiện một ít vết nứt nhỏ càn ngọc thuẫn đã báo hỏng bảo vật này giúp vương trường sinh không ít việc bị liệt dương tiên quân hủy hoại nghiêm trọng, không thể chữa trị. Tấm khiên màu đen là thượng phẩm tiên khí huyền minh thuẫn dùng mai rùa huyền minh quy luyện chế, một màn hào quang màu bạc bao phủ toàn thân vương trường sinh, mặt ngoài màn hào quang màu bạc có thể nhìn thấy bảy đốm sáng màu vàng, lập lè sáng lên, giống như bắt đầu thất tinh. chương 6791 tiến vào Đại La Kim Tiên. Thời gian qua đi từng chút một, tiên lôi chín màu bổ xuống uy lực càng lúc càng lớn, vết nứt mặt ngoài huyền minh thuẫn càng lúc càng nhiều, sau thời gian một chén trà huyền minh thuẫn linh quang ảm đạm mặt ngoài trải rộng vết nứt một bộ tư thế có thể báo hỏng bất cứ lúc nào một tiếng sét vang lên một đạo tiên lôi chín màu thô to vô cùng bổ xuống đánh lên trên huyền minh thuẫn huyền minh thuẫn chia năm xẻ bảy tiên lôi chín màu đánh lên màn hào quang màu bạc màn hào quang màu bạc khẽ nhoáng lên một cái lôi quang chín màu trói mắt bao phủ màn hào quang màu bạc bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ sóng khí mạnh mẽ đánh rách tả tơi hư không lôi quang chín màu còn chưa tan đi một đạo tiên lôi chín màu càng thêm thô to bổ xuống lôi quang nở rộ mây xét chín màu quay cuồng dâng trào từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống vương vĩnh thiên và vương mô hâm sắc mặt ngưng trọng cái này so với bọn họ trùng kích thái ất kim tiên khó hơn nhiều lúc này vương thanh phong và đồng tuyết ly cũng chạy tới bọn họ nhìn thấy mây xét chín màu trên bầu trời sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn nửa canh giờ trôi qua diện tích mây xét chín màu thu nhỏ lại hơn phân nửa nhưng tiên lôi chín màu bổ xuống uy lực càng lúc càng lớn. Mỗi khi một đạo tiên lôi chín màu bổ xuống, hư không sẽ có thêm một vết sách to dài, vết sách còn chưa khép lại, đạo tiên lôi chín màu thứ hai liền đánh xuống, trong lúc nhất thời hư không giống như mặt kính vỡ, trải rộng vết sách. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên đài sen màu xanh, màn hào quang màu bạc đã biến mất, thay thế vào đó là một màn nước màu lam dày đặc, đây là phòng ngự 18 viên định Hải Châu phóng ra. Bảo vật cùng tiên phù Vương Trường Sinh chuẩn bị đều báo hỏng rồi, tiên trận bậc ba cũng báo hỏng, hắn còn có bản mạng tiên khí định hải châu cùng thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Tiếng sấm sét không ngừng, từng đạo tiên lôi chín màu bổ xuống, lục tục đánh lên màn nước màu lam, màn nước màu lam khẽ chấp lên, linh quang trở nên ảm đạm. Một khắc đồng hồ sau, màn nước màu lam trở nên như ẩn như hiện, một bộ dáng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, một nữ tử dáng người yểu điệu đứng trên không trung, ngoài thân lôi quang quanh quẩn, cầm trong tay trường mâu màu vàng. Cửu dương tiên tử, uông như yên kinh ngạc nói, Cửu Dương Tiên Tử là một trong man hoang thập tiên, có tu vi thái ất kim tiên, nắm giữ trí tôn pháp tắc hơn nữa pháp tắc viên mãn, trùng kích đại la kim tiên, bị lôi kiếp đánh chết. Cửu Dương Tiên Tử từ trên cao lao xuống, trường mâu màu vàng trong tay bị vô số đạo hồ quang chín màu bao bọc, tản mát ra linh áp khủng bố, lao thẳng đến vương trường sinh. Trong hư không chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, đón đỡ Cửu Dương Tiên Tử. Cửu Dương Tiên Tử tới gần Vương Trường Sinh nhìn trượng, quyền ảnh màu lam dày đặc bay vút đến, lục tục đánh lên trên thân thể của nàng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, màng tai đám người Uông Như Yên đau đớn khó chịu, lỗ tai vang ong ong. Thân thể Cửu Dương Tiên Tử nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang chín màu thật lớn, bao phủ hơn phân nửa Đông Dương đảo, sóng khí cuồn cuộn, khói bụi đầy trời. Đám người Uông Như Yên ùn ùn bay lên trời, sóng khí mạnh mẽ san bằng toàn bộ kiến trúc trên đảo lôi quang chín màu còn chưa tan đi một luồng linh áp dọa người phóng lên cao khói bụi tan đi vương trường sinh đứng ở trên đài sen màu xanh mà nước màu lam biến mất thượng phẩm hỗn độn giáp trụ trên người hắn chia năm xẻ bảy quần áo tà tơi ngoài thân có nhiều vết máu nhỏ hiệu quả của lôi đàm tiên quả vẫn là rất không tệ bằng không vương trường sinh sẽ không là bị thương nhẹ mà là bị thương nặng trên người hắn tản mát ra một luồng linh áp kinh khủng Toàn thân có thể nhìn thấy 360 đốm sáng lập lòe phát sáng, đây là tiên khiếu. Hư không trên đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gợn sóng, một cánh cửa ánh sáng chín màu hiện ra, cánh cửa ánh sáng chín màu chậm rãi mở, một đạo tiên quang chín màu chói mắt từ trong đó trào ra, rơi ở trên thân Vương Trường Sinh, vết thương ngoài thân khép lại hết, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng khí huyết tràn đầy hơn không ít, thân thể có sự lớn mạnh rõ ràng, đương nhiên, cách tiên thể đỉnh cấp còn có một khoảng cách. Trừ thân thể Vương Trường Sinh có thể cảm ứng được rõ ràng hồn hải của mình quay cuồng tuôn trào, không ngừng mở rộng, lực lượng thần hồn cũng theo đó lớn mạnh. Đây là tặng lại cho trí tôn vượt qua lôi kiếp sao. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, mị tâm bay ra một sợi tơ màu lam, thần hồn hóa tinh. Rất nhiều tiên nhân tiến vào Đại La Kim Tiên nhiều năm, thần hồn cũng không thể mạnh mẽ đến mức hóa tinh, thiên đạo ban thưởng, cùng lúc Vương Trường Sinh tiến vào Đại La Kim Tiên, thần hồn hóa tinh, có thể thi triển một ít bí thuật thần hồn cấp cao. Vương Trường Sinh chính thức tiến vào Đại La Kim Tiên, tính ra, từ luyện khí đến Đại La Kim Tiên, hắn mất hơn 300 vạn năm, tốc độ tu luyện này tính là nhanh rồi, rất nhiều thái ất Kim Tiên kẹt ở bình cảnh, kẹt một lần chính là mấy trăm vạn năm. Phu quân, chàng không sao chứ, uông như yên từ trên trời hạ xuống, vẻ mặt đầy sự quan tâm. chương 6792, Kim Tu băng lân ngư biến dị một. Bị thương ngoài ra, lôi đàm tiên quả hiệu quả rất không tệ, cũng may có bảo vật loại càn ngọc thuẫn, Huyền Minh Thuẫn đỡ nhiều đạo lôi kiếp, bằng không chỉ dựa vào một trái lôi đàm tiên quả, căn bản không chống đỡ được. Vương Trường Sinh nói, quá tốt rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta không là thanh liên vương gia nữa, mà là vương thị tiên tộc. Vẻ mặt vương Vĩnh Thiên kích động, Vĩnh Thiên, truyền ra tin tức ta tiến vào Đại La Kim Tiên, vạn năm sau tổ chức lễ mừng. Vương Trường Sinh phân phó, vương gia đã có Đại La Kim Tiên, không cần che giấu thực lực nữa, tộc nhân nắm giữ đạo thuật, có thể lớn mật thi triển, đương nhiên, tận khả năng không thi triển bát tí kim cương cùng đạp thiên bộ, bị hạo thiên cung nhận ra, phiền toái không nhỏ. Trước kia không có đại la kim tiên, đám người vương thanh sơn căn bản không dám quá mức rêu dao nắm giữ đạo thuật cùng dung khiếu quyết cũng không dám dễ dàng triển lãm trước mặt người khác. Bây giờ đã khác, vương trường sinh tiến vào đại la kim tiên, tộc nhân vương ra không cần bó tay bó chân nữa. Vâng, lão tổ tông, vương vĩnh thiên đáp ứng, nhận lệnh mà đi, cha, ngài đi về bế quan điều dưỡng trước đi vương thanh phong nói vương trường sinh gật gật đầu đang muốn nói cái gì vương vĩnh thiên đi mà quay lại sắc mặt ngưng trọng lão tổ tông phương ngọc giao của hảo thiên cung tìm tới cửa muốn tìm thu lâm lão tổ thanh bách lão tổ nói thu lâm lão tổ đang bế quan tu luyện vương vĩnh thiên nói phương ngọc giao ả à thế mà tìm thu lâm hỗ trợ vương trường sinh kinh ngạc nói ổn định ả à trước nếu là ả à tới cửa tìm ta cứ nói ta đang bế quan chữa thương bảo tổ chức ngoại vi điều tra một chút tình huống hoạt động của tu sĩ Hạo Thiên Cung ở Côn Luân Tiên Thành. Vương Trường Sinh phân phó, hắn không rõ Phương Ngọc Giao có phải đi cùng Liệt Dương Tiên Quân hay không, nếu là Liệt Dương Tiên Quân gặp hắn, khẳng định có thể phát hiện thân phận chân thật của hắn. Vương Trường Sinh khẳng định không thể gặp mặt Liệt Dương Tiên Quân, Vương Thu Lâm không có vấn đề, nhưng Vương Trường Sinh còn chưa nghĩ ra đối phó Hạo Thiên Cung như thế nào, Vương Thu Lâm tạm thời không thể gặp mặt Phương Ngọc Giao. Vâng, Lão Tổ Tông, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Về tới thanh liên đảo, vương trường sinh đi vào một gian mật thất, phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, rơi trên mặt đất. Hắn mở nắp đỉnh, ánh mắt nhìn về phía vách đỉnh, thấy được một mảng lớn văn tự. Thanh liên túy, vương trường sinh nhíu mày, mở khiếu thứ 10 cần một loại tiên tử bậc 4 thanh liên túy phụ trợ, rượu này thêm vào tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú chín màu đại la kim tiên kỳ, cái này khó xử lý rồi. Trong thời gian ngắn, vương trường sinh không kiếm được tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú chín màu đại la kim tiên kỳ, cho dù kiếm được, hắn cũng không biết hủ rượu, cần tìm một vị tiên tử sư bậc 4 mới được. Đỗ tuyết sao chỉ là tiên tử sư bậc 3, bảo nàng sản xuất tiên tử bậc 4, độ khó rất lớn. Liên quan đến mở khiếu thứ 10, vương trường sinh phải cẩn thận. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tin màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, vĩnh thiên, phái người lưu ý một chút tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú chín màu đại la kim tiên kỳ cùng tiên tử sư bậc 4. Vâng, lão tổ tông, vương vĩnh thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Người xem như tiến vào Đại La Kim Tiên rồi, coi như là có sức tự bảo vệ mình. Tiếng của Thanh Huyền vang lên, ta còn cho rằng mở khiếu thứ 10 cần tinh hạch hỗn độn thú 10 màu cơ. Vương Trường Sinh cười nói, theo hắn biết, hỗn độn thú 10 màu là hình thái cuối cùng của hỗn độn thú, cũng là hỗn độn thú biến dị 5 lần, lấy thực lực bây giờ của Vương Trường Sinh, hắn tự tin đánh thắng được hỗn độn thú biến dị 3 lần, hỗn độn thú biến dị 4 lần thì khó nói. Hỗn độn thú 10 màu ở trong toàn bộ lịch sử tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, dưới sự so sánh, hỗn độn thú biến dị 4 lần số lần xuất hiện nhiều một chút, cũng chính là vương thú mà quảng đại tiên nhân nói. Mở 10 khiếu mà thôi, tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú 9 màu đại la kim tiên kỳ là đủ rồi, nhưng trong thời gian ngắn, người cũng không có cách nào kiếm được tinh hạch của hỗn độn thú 9 màu đại la kim tiên kỳ. Nếu là phu nhân người tiến vào đại la kim tiên, các người liên thủ tiêu diệt hỗn độn thú 9 màu đại la kim tiên kỳ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thanh Huyền nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng tính như vậy, chờ Uông Như Yên tiến vào Đại La Kim Tiên Kỳ, có thể liên thủ với Nam Cung Tiên tộc đối phó sát các nhĩ bộ lạc. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh các tộc nhân đã trưởng thành lên, nhưng bọn họ không phải đối thủ của hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ. Uông Như Yên đi vào, hưng phấn nói, phu quân, Kim Tu băng lân ngư biến dị rồi. Nàng lấy ra tứ quý đồ, treo trên tường, ngoài thân bọn họ nở rộ hào quang màu lam, đi vào tứ quý đồ, xuất hiện ở trên không một cái ao thật lớn. Mặt nước bình tĩnh, giống như một đầm nước chết. Vương trường sinh nuôi kim tu băng lân ngư kim tiên kỳ ở nơi này, đút cho chúng nó tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, sao không thấy nữa. Thần thức hắn mở rộng, trong mắt hiện lên một mảng kinh ngạc. Trường 6793, kim tu băng lân ngư biến dị hai Tay phải hắn hướng về phía dưới chụp một phát, một bàn tay màu lam bóng dưng hiện lên, chụp vào mặt nước nơi nào đó hào quang màu lam lóe lên một con cá khổng lồ màu lam hiện ra con cá khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu lộ ra hàm răng nhọn trắng như tuyết trên lưng có một đôi cánh chim màu lam có sự khác biệt rất lớn với kim tu băng lân ngư côn vương trường sinh có chút kinh ngạc con cá khổng lồ màu lam trước mắt này ngoại hình giống côn đã đạt tới thái ất kim tiên kỳ tiền bối có thể thả ta hay không côn mở miệng nói ngươi là kim tu băng lân ngư vương trường sinh tò mò hỏi đúng vậy côn trả lời Hình thể của ngươi sao biến lớn như vậy?" Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, "Ta cũng không biết, sau khi tiến cấp liền to như vậy." Côn trả lời, trước mắt chỉ có một con Kim Tu Băng Lân Ngư tiến vào Thái Ất Kim Tiên kỳ hơn nữa xảy ra biến dị, Kim Tu Băng Lân Ngư khác hoặc là chưa thể tiến vào Thái Ất Kim Tiên, hoặc chưa thể xảy ra biến dị." Uông Như Yên nói, "Bọn họ chọn lựa 30 con Kim Tu Băng Lân Ngư Kim Tiên kỳ trọng điểm bồi dưỡng, dùng tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên kỳ nuôi." chỉ có một con kim tu băng lân ngư xảy ra biến dị hơn nữa tiến vào thái ất kim tiên kỳ, khó trách thế lực lớn khác không bồi dưỡng kim tu băng lân ngư, phí tổn quá lớn. Thần thông như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi, năng lực chịu đòn không khác lắm với hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ, nhưng chúng nó không thể mọc ra vũ khí, có lẽ ngày sau sẽ mọc ra vũ khí, bây giờ còn không rõ. Uông Như Yên nói, kim tu băng lân ngư có thể được thập phương tử mẫu tháp lựa chọn, khẳng định có chỗ độc đáo, Kim Tu Băng Lân Ngư sẽ hướng tới phương hướng nào biến hóa, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều không rõ. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khen ngợi, nói các người thành thật ở lại nơi này, đừng quấy rối, bằng không giết không tha. Tiền bối yên tâm, ta sẽ rất nghe lời. Côn vội vàng nói, về sau ngươi tên là Vương Côn đi. Vương Trường Sinh đặt một cái tên, ném một con Kim Tu Băng Lân Ngư Thái Ất Kim Tiên Kỳ vào trong ao nước. Con Kim Tu Băng Lân Ngư này chưa xảy ra biến dị, chỉ là tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ, Vương Côn Ti không chút khách khí, mở ra cái mồm như chậu máu lao về phía Kim Tu Băng Lân Ngư. Kim Tu Băng Lân Ngư thể tích kém xa Vương Côn, căn bản không phải đối thủ, không qua bao lâu đã bị nó cắn nuốt. Dựa theo Tôn Phu nói, trước để Kim Tu Băng Lân Ngư cắn nuốt lẫn nhau, để cao bổn nguyên lực trong cơ thể, lại đập vào số tiền lớn bồi dưỡng tương đối tốt hơn. Uông Như Yên nói, để ngư nhân tộc phụ trách việc này đi, chút việc nhỏ này không cần chúng ta quan tâm, phái một bộ phận tộc nhân giám thị là được rồi. Vương Trường Sinh nói: "Bọn họ ngày xưa thu lưu một đám ngư nhân tộc, ngư nhân tộc vốn đã am hiểu bồi dưỡng tiên ngư, ở dưới sự nâng đỡ của vương gia, ngư nhân tộc lúc này mới có thể kéo dài, hơn nữa không ngừng phát triển lớn mạnh, ngư lãng đã tiến vào thái ất kim tiên kỳ. Loại chuyện này phải phái tộc nhân vương gia giám thị, không có khả năng do ngư nhân tộc đến." Uông Như Yên gật gật đầu, tò mò nói: "Côn Luân đạo tổ đạt được thái ất tạo hóa hồ, không biết hắn sẽ dốc sức bồi dưỡng kim tu băng lân ngư hay không?" "Không rõ." ngày khác hỏi thăm Nam Cung đạo hữu một phen năng lực của Thái Ất tạo hóa hồ. Ta bế quan tiềm tu một đoạn thời gian trước, phu nhân, nàng đã pháp tắc viên mãn, cố gắng tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, ta giúp nàng kiếm được tiên đan thần dược phụ trợ. Vương Trường Sinh đề nghị, hắn uống một phò thập phương tiên lộ, một viên Thái Huyền Ngọc chi đan cùng một viên Càn Khôn tạo hóa đan, lúc này mới đã thông 360 tiên khiếu, đưa tới lôi kiếp trùng kích đại la kim tiên vương trường sinh sau khi tiến vào đại la kim tiên muốn kiếm được một viên thái huyền ngọc chi đan cùng một viên càn khôn tạo hóa đan không phải đặc biệt khó cho dù là bán cả bộ thượng phẩm tiên khí cũng có thể đổi được uông như yên gật gật đầu nói chờ ta tiến vào đại la kim tiên chúng ta liền đi diệt hạo thiên cung hạo thiên cung là một cái phiền toái tiềm tàng một ngày không trừ bọn họ một ngày bất an nói chuyện phiếm vài câu vương trường sinh cùng uông như yên rời khỏi tứ quý đồ vương trường sinh đi vào một gian mật thất khác khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công tu luyện thanh liên thành một tòa trang viên yên tĩnh vương thanh bạch vương thanh linh vương thanh bách tào viễn tinh nam cung vân nguyệt huyết hà thần quân mười mấy vị thái ất kim tiên ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh thưởng thức trà luận đạo vương đạo hiếu hội đấu giá cỡ lớn một lần này thái hạo tiên quân hoặc thiên cầm tiên tử cũng không lộ diện huyết hà thần quân tò mò hỏi vương thanh bách mỉm cười kiên nhẫn giải thích ta không biết cha mẹ đang bế sinh tử quan, nếu bọn họ xuất quan, có lẽ sẽ lộ diện đi. Có chuyện gì, nói với chúng ta cũng tương tự. Đúng vậy, nói với chúng ta cũng tương tự. Vương Thanh Linh nói, ta là muốn mời Vương Đạo Hữu hỗ trợ luyện chế một món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Nhưng ta chỉ có ba phần tài liệu, ta lấy tiên dược cùng tài liệu luyện khí làm thù lao, như thế nào? Huyết Hà Thần Quân Khách Khí nói, chương 6794, các bên phản ứng một. Vương Thanh Bách đang muốn trả lời, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh đánh vào một đạo pháp quyết đôi mắt tỏa sáng ha ha cha ta tiến vào đại la kim tiên rồi gia tộc chúng ta có đại la kim tiên rồi vương thanh bách kích động nói số lượng thái ất kim tiên của vương gia không ngừng tăng thực lực càng ngày càng mạnh đã dẫn tới không ít thế lực lớn chú ý nếu không phải có nam cung tiên tộc che chở nói không chừng đã có đại la kim tiên tới cửa gây phiền toái cái khác không nói thuật luyện khí của vương gia đã khiến thế lực khác rất thèm nhỏ dãi bây giờ vương gia xuất hiện đại la kim tiên tính chất liền khác biệt thế lực khác muốn động vào vương gia cần cân nhắc một phen sự tồn tại của vương trường sinh cửu thúc tiến vào đại la kim tiên rồi quá tốt rồi vẻ mặt vương thanh linh kích động vẻ mặt đám người tào viễn tinh đầy hâm mộ bọn họ có người so với vương trường sinh tiến vào thái ất kim tiên sớm hơn vương trường sinh đã là đại la kim tiên bọn họ chỉ là thái ất kim tiên trung kỳ tâm tình vương thanh bách rất tốt nhìn thù lao của huyết hà thần quân đáp ứng tin tức vương trường sinh tiến vào đại la kim tiên nhanh chóng chuyển ra đồng thời vương gia phái ra lượng lớn nhân thủ phát thiệp mời mời bọn họ tham gia lễ mừng sát các nghĩ thành một hang động trong lòng đất trên vách đá lóe lên phù văn tản mát ra cấm chế dao động mãnh liệt khúc đang báo cáo với vũ cùng bức nó biết được thái hạo tiên quân tiến vào đại la kim tiên ngay lập tức tới báo cáo cái gì thái hạo tiên quân tiến vào đại la kim tiên rồi thanh âm của bức tràn ngập kinh ngạc nói thật nếu là tiên nhân khác tiến vào Đại La Kim Tiên, bước còn sẽ không kinh ngạc như vậy, nó cũng không phải kinh ngạc tốc độ tu luyện của Vương Trường Sinh, mà là Vương Trường Sinh nắm giữ thần hồn pháp tắc. Hoàn toàn chính xác, tin tức đã truyền bá ra, rất nhiều thế lực nhận được thư mời của Vương gia, Thái Hạo Tiên Quân tính vạn năm sau tổ chức lễ mừng. Khúc nói, sát cáp nhĩ bộ lạc ngay từ đầu đè đầu Nam Cung Tiên tộc mà đánh, không ngừng tổn binh hao tướng, đến bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Nam Cung Tiên tộc công kích nam cung tiên tộc vốn đã rất mạnh rồi bây giờ thái hạo tiên quân lại tiến vào đại la kim tiên sát cáp nhĩ bộ lạc càng khó sống hơn nữa nó còn từng nghĩ khơi mào vương ra cùng thế lực lớn khác tranh đấu mượn đao giết người ai ngờ thái hạo tiên quân tiến vào đại la kim tiên rồi thiên cầm tiên tử sẽ không là cũng tiến vào đại la kim tiên rồi chứ một tên thái hạo tiên quân đã rất khó đối phó lại thêm một vị thiên cầm tiên tử vậy thì càng phiền toái thanh âm vỗ trầm trọng không rõ ta đã phái người điều tra vừa có tin tức, sẽ lập tức cho ta biết. Thanh liên tiên lữ hơn 100 vạn năm chưa lộ diệt, không ngờ thái hạo tiên quân tiến vào đại la kim tiên rồi, tốc độ tu luyện này có thể so với đồ tôn của côn luân đạo tổ. Khúc cảm thán nói, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, khó có thể chống lại nam cung tiên tộc, nếu thanh liên tiên lữ đều tiến vào đại la kim tiên, liên hợp nam cung tiên tộc đối phó chúng ta, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phái người liên hệ với bà nhĩ hổ bộ lạc một phen, mang tin tức Thái Hạo Tiên Quân tiến vào Đại La Kim Tiên nói cho bọn họ, chúng ta hợp tác với bọn họ mới được, bằng không sẽ chỉ bị tiên nhân chia mà diệt. Bước đề nghị, cứ làm như vậy đi, Nam Cung Tiên tộc gặp vận may lớn, thế mà lại có vương gia thông gia như vậy, chúng ta không dễ sống rồi. Vũ nói, Thái Hạo Tiên Quân còn dễ nói, hắn dù sao vừa mới tiến vào Đại La Kim Tiên, nhắm chừng chỉ là pháp tắc đại thành, ta lo lắng Nam Cung Đức Chí tiến thêm một bước. Nắn nếu tiến vào đạo tổ, chúng ta liền thê thảm rồi thanh âm bức trầm trọng thái hạo tiên quân lợi hại nữa cũng không có khả năng diệt toàn bộ sát cáp nhĩ bộ lạc nam cung đức trí nếu tiến vào đạo tổ tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc dễ dàng đạo tổ nào có dễ dàng tiến vào như vậy cái khác không nói chỉ riêng bảo vật độ kiếp đã không dễ tìm nếu là đạo tổ dễ dàng tiến vào như vậy chúng ta cũng không đến mức ép tiên nhân một bậc vũ không cho là đúng lời là nói như thế không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vẫn là cần một biện pháp ổn thỏa diệt trừ nam cung đức trí tốt nhất là tính cả nam cung trường thanh thanh liên tiên lữ cùng nhau diệt trừ bước đề nghị muốn trừ bỏ bọn họ cũng không dễ dàng thực lực của bọn họ không kém tộc nhân tiến hóa bốn lần ra tay nắm chắc còn lớn hơn một chút vũ nói việc là do con người đầu tiên phải có ý tưởng này ta tin tưởng sẽ có biện pháp tìm cơ hội đi bước tràn ngập tự tin đi liên hệ ba nhĩ hổ bộ lạc trước đi mặc kệ thế nào tiên nhân là kẻ địch chung của chúng ta vũ phân phó vâng vũ đại nhân khúc đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thiên Phượng Thành, Thiên Phượng Viên, Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Nguyệt Thước ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Nam Cung Vân Phong đang báo cáo với bọn họ. Cái gì, Thái Hạo Tiên Quân đã tiến vào Đại La Kim Tiên, Nam Cung Nguyệt Thước kinh ngạc nói, hắn nhớ rất rõ, Vương Trường sinh tiến vào Thái Ất Kim Tiên còn không đến 300 vạn năm, tốc độ tu luyện so với hắn còn nhanh hơn. Trường 6795, các bên phản ứng khai Ừm, đây là cao tầng vương gia chính mồm nói, hơn nữa bọn họ đã phái người phát thiệp mời rộng rãi, không có khả năng làm giả. Nam Cung Vân Phong nói, cơ duyên của hắn không nhỏ nha, thế mà kiếm được tiên đan thần dược trùng kích đại la kim tiên, ta còn cho rằng hắn cần đổi với chúng ta cơ. Nam Cung Vũ Vi Kinh ngạc nói, dựa theo cao tầng Nam Cung tiên tộc thiết tưởng, thanh liên tiên lữ tu luyện đến thái ất kim tiên đại viên mãn, có thể lấy thượng phẩm hỗn độn giáp trụ đổi với bọn họ tiên đan thần dược trùng kích đại la kim tiên. Không phải mỗi một thế lực phụ thuộc đều có đãi ngộ này, Vương gia là duy nhất. Nam Cung Vũ Vi không ngờ, vương gia không cần Nam Cung tiên tộc hỗ trợ, đã kiếm được tiên đan thần dược trùng kích Đại La Kim Tiên, hơn nữa Thái Hạo tiên quân còn thành công đả thông 360 tiên khiếu. Nam Cung tiên tộc có nhiều vị tộc nhân dùng tiên đan thần dược, chưa thể đả thông 360 tiên khiếu, lãng phí tài nguyên vô ích, muốn trùng kích Đại La Kim Tiên lần nữa, cần mấy trăm vạn năm sau. Có lẽ hắn có cơ duyên khác đi, không ngờ tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy, so với ta còn nhanh hơn nam cung nguyệt thước cảm thán nói có thể là côn luân đạo tổ cho thứ tốt hoặc là bọn họ có cơ duyên lớn đi cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt nếu là vương gia lại thêm vài vị đại la kim tiên chúng ta có thể phát động đại chiến tiêu diệt sát cáp nhĩ bộ lạc nam cung vũ vi hưng phấn nói đến lúc đó ta tự mình dẫn đội tham gia lễ mừng của vương đạo hữu đi vương gia hẳn là thiếu tinh hạch cấp cao tinh khiết có thể tặng bọn họ một ít nam cung nguyệt thước nói nam cung vũ vi gật gật đầu Nam Cung tiên tộc cùng vương gia là thông gia, tặng một ít tài nguyên tu tiên vương gia đang thiếu cũng là điều nên làm. Kim Nguyệt Các, Càn Nhất Minh ngồi ở trên chủ tọa, Tôn Hải, Mộ Dung Băng cùng Đường Long ngồi ở hai bên. Thái Hạo Tiên Quân tiến vào Đại La Kim Tiên rồi, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh rồi đi, nếu ta nhớ không lầm, hắn tiến vào Thái Ất Kim Tiên còn chưa đến 300 vạn năm, so với tốc độ tu luyện của Phó Cung Chủ chúng ta còn nhanh hơn. Càn Nhất Minh kinh ngạc nói, việc này đã truyền khắp, sẽ không giả cũng may chúng ta không trở mặt với vương gia đường long nói may mà lúc trước giải quyết những kẻ trêu chọc vương gia bằng không phiền toái không nhỏ mộ dung băng có chút may mắn nói nàng tự mình phụ trách giải quyết đám người tiền đông đương nhiên việc này vương gia đã biết thái hạo tiên quân tiến vào đại la kim tiên cái này đối với mộ dung băng cùng huyền phù ma quân mà nói là chuyện tốt nói là nói như thế ai biết vương gia có thể truy cứu chuyện năm đó hay không chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút đi Càn Nhất Minh dặn dò, ba người bọn mộ dung băng lập tức đáp ứng, bọn họ cũng không tính trêu chọc vương ra. Côn Luân Tiên Thành, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy. Ngự lôi tiên quân ngồi ở trên chủ tọa, Tiết Yến đang báo cáo với hắn. Thái hạo tiên quân tiến vào đại la kim tiên rồi, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ngự lôi tiên quân kinh ngạc nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta đã nhận được thiệp mời. Tiết Yến nói, đây là chuyện tốt, đến lúc đó bảo Phương Hùng tự mình đi một chuyến đi hắn đã tiến vào Đại La Kim Tiên, có giao tình với Vương Đạo Hiếu, hắn dẫn đội tương đối tốt hơn. Ngự lôi tiên quân nói, vâng, sư phụ, Tiết Yến đáp ứng, ngươi cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm ngày tiến vào Đại La Kim Tiên, hỗn độn đại lục sẽ không bình tĩnh quá lâu. Ngự lôi tiên quân dặn dò, Tiết Yến lập tức đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Vạn năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua, thiên thần hải vực, mảng hải vực nào đó, một đội con cháu vương gia đang tuần tra, cầm đầu là một thanh niên áo lam thân hình cao lớn một lần này cũng thật náo nhiệt thế lực mấy chục hải vực đều phái người tới tham gia lễ mừng đại la của lão tổ tông ha ha lão tổ tông của chúng ta là trí tôn người côn luân đạo tổ từng triệu kiến nào phải người thường có thể so sánh gia tộc chúng ta về sau chính là vương thị tiên tộc rồi không biết côn luân đạo tổ sẽ phái người tới tham gia lễ mừng hay không con cháu vương ra nói chuyện phiếm vẻ mặt đầy tự hào sau khi vương trường sinh tiến vào đại la kim tiên bên ngoài không xưng hô vương gia là thanh niên vương gia nữa, mà là vương thị tiên tộc, vương gia trở thành thế lực lớn có hạng của Bắc Hải tiên vực. Có người đến rồi, thanh niên áo lam nói, nhìn về phía xa xa, một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, hào quang vàng óng dừng lại, hiện ra một con kim long trông rất sống động, tản mát ra tiên khí dao động kinh người. Trong mắt trái của kim long chuyển động, Nam Cung Vân Nguyệt từ trong đó bay ra, nói chúng ta tới tham gia lễ mừng đại la của vương tiền bối, đây là thiệp mời. Nàng vung tay phải, một tấm thiệp mời màu xanh rát vàng bay ra, lơ lửng ở trước mặt thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam cẩn thận xem xét, sau khi xác nhận không có vấn đề, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. chương 6796, các phương thế lực đến chúc mừng. Không qua bao lâu, vương xương minh bay tới, nhiệt tình nói, nam cung tiên tử, hoan nghênh các ngươi tới tham gia lễ mừng đại la của lão tổ tông mời theo ta một đợt phạm âm từ phía chân trời truyền đến một đạo hào quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa lóe lên một cái rồi dừng lại hiện ra một đài sen lóe ra hào quang vàng óng một đội phật tu ngồi ở bên trên cầm đầu là minh nhân thiền sư diệu đức đại sư cũng ở trong diệu đức đại sư trước mắt là thái ất kim tiên hậu kỳ diệp tuyền cơ chỉ là thái ất kim tiên trung kỳ vạn phật môn nội tình và thực lực so với diệp ra mạnh hơn nhiều Diệu Đức Đại Sư làm đệ tử vạn Phật môn trọng điểm bồi dưỡng, tốc độ tu luyện vẫn là tương đối nhanh. Vãn bối Vương Sương Minh, bái kiến minh nhân thiền sư. Vương Sương Minh kho mình hành lễ, đồng thời lấy ra pháp bản đưa tin thông báo Vương Vĩnh Thiên. Nam Cung Nguyệt Thước từ trong tròng mắt Kim Long bay ra, đáp ở trên đầu Kim Long. Minh nhân thiền sư, đã lâu không gặp, Nam Cung Nguyệt Thước mở miệng chào hỏi, bọn họ ngồi huyền cấp tiên hạm tới đây, không ngờ vạn Phật môn nhân đồng thời đến, còn là minh nhân thiền sư dẫn đội, đã lâu không gặp, Nam Cung đạo hiếu, Minh Nhân Thiền Sư mỉm cười, hắn cũng không ngờ Vương Trường sinh tiến vào Đại La Kim Tiên nhanh như vậy, tốc độ tu luyện so với hắn còn nhanh hơn. Vương gia đưa thiệp mời cho vạn Phật môn, Minh Nhân Thiền Sư tự mình dẫn đội tham gia lễ mừng Đại La của Vương Trường sinh. Xem ra ta đến đúng lúc nha, hai vị đạo hiếu đến thật sớm, một giọng nam tử vang dội cất lên, vừa dứt lời, trên bầu trời truyền đến một tiếng chim hót vang dội một đạo độn quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Độn quang màu vàng tốc độ rất nhanh, lóe lên một cái rồi dừng lại, hiện ra một con chim bằng màu vàng hình thể thật lớn, mấy chục tu sĩ bọn Phương Hùng ngồi ở trên lưng chim bằng màu vàng. Khí tức của Phương Hùng minh mông như biển, hắn đã tiến vào Đại La Kim Tiên, tổ chức lễ mừng Đại La Kim Tiên phát ra thiệp mời cho Vương gia, Vương Thanh thành đại biểu Vương gia tham gia. Phương Hùng cũng không ngờ Vương Trường Sinh nhanh như vậy tiến vào Đại La Kim Tiên, lần trước gặp mặt, Vương Trường Sinh chỉ là thái ất Kim Tiên sơ kỳ, nhiều năm không gặp, vương trường sinh thế mà đã tiến vào đại la kim tiên vương vĩnh thiên vương thanh phong cùng đồng tuyết ly bay tới mời ba vị đại la kim tiên cùng tộc nhân đệ tử của bọn họ vào thanh liên đảo vương thanh phong mời minh nhân thiền sư đến thanh liên phong vương trường sinh và uông như yên chờ đã lâu đã lâu không gặp minh nhân thiền sư vương trường sinh mở miệng chào hỏi trên mặt mang theo mỉm cười đã lâu không gặp vương đạo hiếu chúc mừng nha minh nhân thiền sư chúc mừng nói Hắn vốn cho rằng tốc độ tu luyện của Vương Trường Sinh rất nhanh, không ngờ hắn vẫn đã đá giá thấp Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp đón Minh Nhân Thiền Sư ngồi xuống, nói chuyện phiếm với Minh Nhân Thiền Sư. Minh Nhân Thiền Sư trước mắt là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Vương Trường Sinh nghĩ tới cái gì, tò mò hỏi, Minh Nhân Thiền Sư, người vẫn đang lợi dụng thần niệm phân thân tu luyện nhân quả pháp tắc. Nhân quả pháp tắc còn chưa tu luyện đến viên mãn, đã tu luyện đến viên mãn, không cần thần niệm phân thân nữa đến đại la kim tiên rồi muốn tiến một bước nữa cũng không dễ dàng vương đạo hữu người tu luyện pháp tác đến viên mãn rồi minh nhân thiền sư tò mò hỏi vương trường sinh gật gật đầu nói nói tới may có minh nhân thiền sư chỉ điểm bần tăng cũng không chỉ điểm bao nhiêu có thể tu luyện pháp tác đến viên mãn dựa vào bản thân ngươi không phải chỉ điểm vài câu có thể làm được minh nhân thiền sư không cho là đúng Hắn chỉ điểm Diệu Đức Đại Sư không ít, Diệu Đức Đại Sư cũng chưa thể tu luyện pháp tác đến viên mãn. Vương Phu Nhân cũng sắp trùng kích đại La Kim Tiên rồi nhỉ. Minh Nhân Thiền Sư ánh mắt dừng ở Uông Như Yên trên người, vi cười nói. Còn sớm, cần làm thêm chuẩn bị, tình huống mỗi người khác nhau, hy vọng có thể đả thông 360 tiên khiếu. Uông Như Yên nói, theo nàng biết, có không ít Thái Ất Kim Tiên dùng tiên đan tiên dược phụ trợ, chưa thể đả thông 360 tiên khiếu, tự nhiên không có cách nào đưa tới lôi kiếp. Thất bại một lần, phải mấy trăm vạn năm sau mới có thể trùng kích Đại La Kim Tiên lần nữa. Một bộ phận tu sĩ đã thông 360 tiên khiếu, chưa thể vượt qua lôi kiếp. Vương Đạo Hữu cũng đã thành công, Bần tăng tin tưởng ngươi cũng có thể. Minh Nhân Thiền sư mỉm cười nói, mượn lời tốt lành của ngài, Uông Như Yên mỉm cười, đúng rồi, Vương Đạo Hữu có thể luyện chế ra cực phẩm tiên khí. Minh Nhân Thiền sư hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong, ta ngay cả tài liệu cũng chưa có, chưa từng thử luyện chế cực phẩm tiên khí bộ thượng phẩm tiên khí trái lại không thành vấn đề vương trường sinh nói tình hình thực tế tài liệu có thể luyện chế cực phẩm tiên khí tương đối quý giá thanh huyền cũng sẽ cảm thấy hứng thú trên tay hắn còn có một món hồng mông linh bảo giữ lại chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào minh nhân thiền sư gật gật đầu nói lấy trình độ luyện khí của ngươi sớm hay muộn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên khí vương trường sinh mỉm cười gật gật đầu nói chuyện phiếm nửa canh giờ minh nhân thiền sư rời khỏi thanh liên phong ở lại chỗ ở vương gia sắp xếp. chương 6797, lễ mừng Đại La. Hơn một tháng kế tiếp, lục tục có khách nhân chạy tới thanh liên đảo, lượng lớn tiên nhân ùa vào thiên thần hải vực, thúc đẩy thiên thần hải vực trở nên phồn hoa. Sáng sớm một ngày này, sắc trời vừa sáng, lượng lớn khách nhân tụ tập ở quảng trường đá đỉnh Ninh Tiên Phong. Bọn người Lam Phúc Không, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long, Diệp Tuyền Cơ, Tào Viễn Tinh đều có mặt, bọn họ sớm đã tới đây. Ta lần trước nói cái gì nhỉ, Thái Hạo Tiên Quân Đại La Kim Tiên sắp tới, không đến 300 vạn năm, liền từ Thái Ất Kim Tiên tiến vào Đại La Kim Tiên, điều này đặt ở toàn bộ tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lam Phúc không vẻ mặt đầy tự hào, hắn đây không phải thổi phồng, mà là sự thật. Vương Trường Sinh còn chưa đến 400 vạn tuổi, đã tu luyện đến Đại La Kim Tiên, không thể nói là Đại La Kim Tiên trẻ tuổi nhất, nhưng tuyệt đối là tiên nhân tốc độ tu luyện tương đối nhanh, rất nhiều tiên nhân hơn 400 vạn tuổi vẫn là Kim Tiên cơ. Vương gia một lần sau tổ chức lễ mừng long trọng hẳn là thiên cầm tiên tử tiến vào đại la kim tiên. Tào Viễn Tinh cười nói trong lòng hắn cảm khái ngàn vạn hắn là tận mắt thấy Vương gia từng bước một phát triển lớn mạnh vượt qua Tào gia ngồi ngang hàng với Nam Cung tiên tộc. Vương gia từ một gia tộc tu tiên phát triển trở thành tiên tộc công lao thanh liên tiên nữ không thể không có trong đó luyện khí thuật là kỹ nghệ quan trọng Vương gia phát triển lớn mạnh Hà Thị tiên tộc Lý Thị tiên tộc bắt đầu các nam cung tiên tộc các thế lực lớn năm đó đều là như thế mà có lão tổ hoặc là lập phái tổ xưa ở trong thời gian ngắn tu luyện đến đại la kim tiên hơn nữa thực lực bất phàm vương gia chỉ là đi con đường thế lực lớn khác từng đi cái đó không nhất định vương gia rất ít tổ chức lễ mừng không có thói quen này ta cho rằng vương gia lần sau tổ chức lễ mừng long trọng chính là lúc vương tiền bối tấn thăng thành đạo tổ vẻ mặt lam phúc không đầy tự hào đạo tổ tiên nhân trước mắt đã biết có bảy vị từ xưa đến nay tiên giới từng xuất hiện không ít thiên kiêu trí tôn, người có thể tấn thăng thành đạo tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lam Phúc không trước mắt là thái ất kim tiên sơ kỳ, hắn biết rõ, không có vương gia, hắn tiến vào kim tiên cũng không dễ dàng. Một người đắc đạo gà chó lên trời, thực lực vương gia càng mạnh, Lam gia, Uông gia, Trấn Hải Cung, vạn linh môn các thế lực cũng có thể được lợi theo. Không sai, ta tán đồng ý kiến của Lam Đạo Hiếu. Một thanh niên áo lam diện mạo hiên ngang phụ họa nói. Chu Vân Phi, Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ, hắn xuất thân Chu Gia. Chu Gia vốn đã sắp diệt tộc, thông gia với Vương Gia, sau đó ở dưới sự nâng đỡ của Vương Gia, không ngừng phát triển lớn mạnh, đến ngày nay, Chu Gia có ba vị Thái Ất Kim Tiên. Chu Ngọc Sơn chết ở trong đại chiến, có kim thân ở trong truyền thừa bảng, muốn sống lại, phải cần tới ngàn vạn năm mới được. Chu Ngọc Sơn sau khi ngộ hại, Vương Gia cho một lượng lớn tài nguyên tu tiên làm trợ cấp, Chu Vân Phi cưới nữ tu Vương Gia, dựa theo bối phận, hắn xưng hô vương trường sinh là lão tổ tông cũng danh chính ngôn thuận lực lượng của tiên nhân chúng ta quá yếu thật sự có thêm một vị đạo tổ đó là chuyện tốt trần nguyệt dĩnh cười nói vương thanh phong đồng tuyết ly các tộc nhân vương ra nói chuyện phiếm với nam cung vân nguyệt trần nguyệt dĩnh diệp tuyền cơ các vị khách tiếp đón khách vừa nói vừa cười không khí vui vẻ sau thời gian một chén trà theo một tiếng chuông vang dội cất lên vương vĩnh thiên cao giọng nói cho mời lão tổ tông vừa dứt lời một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa cất lên truyền khắp cả tòa thanh liên đảo một con thận long hình thể thật lớn từ nơi xa bay tới dừng ở trên không linh tiên phong vương trường sinh cùng uông như yên đứng ở trên đầu thận long nhiều vị đại la kim tiên bọn nam cung nguyệt thước đứng dậy khẽ gật đầu đám người vương nhất đao ùn ùn đứng dậy không mình hành lễ chăm miệng một lời bái kiến lão tổ tông vương tiền bối ngoài thân thận long nở rộ hào quang vàng óng hóa thành bóng dáng vương mộng ly Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ở đài chủ tịch, Vương Mộng Ly hạ xuống theo. Đa tả các vị chạy tới tham gia lễ mừng đại la của Vương Mỗ, các người có lòng rồi. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, vãn bối phụng mệnh lệnh ra sư tới tham gia lễ mừng đại la của Vương Tiền Bối, tặng hai viên tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú chín màu thái ất kim tiên kỳ, một viên thái huyền ngọc chi đan, 10 cây tiên dược ngàn vạn năm, một bộ thượng phẩm tiên khí, chúc mừng Vương Tiền Bối tiến vào đại la kim tiên. Tiết Yến tiến lên dâng tặng quà. Mấy thứ này đối với ngự lôi tiên quân mà nói không tính là quý giá, không phải mỗi một vị đại la kim tiên đều có đại ngộ này, số ít đại la kim tiên mới tấn thăng mới có đãi ngộ này, vương trường sinh chính là một trong số đó. Nam Cung Tiên tộc chúc mừng vương tiền bối tiến vào đại la kim tiên, tặng 10 viên tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú tám màu thái ất kim tiên kỳ, 20 bộ thi thể hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, 20 cây tiên dược ngàn vạn năm, một viên càn khôn tạo hóa đan, chúc mừng vương tiền bối nâng cao một bước. Vạn Phật môn tặng một tấm tiên phù bậc 4 kim cương giáp nguyên phù, một viên thái huyền ngọc chi đan, 20 cây tiên dược ngàn vạn năm, chúc mừng vương tiền bối tiến vào đại la kim tiên. chương 6798, thỉnh giáo 1. Các thế lực lớn ùn ùn tặng quà, trong đó ngựa lôi tiên quân, nam cung tiên tộc và vạn Phật môn tặng quà quý giá nhất, ba thế lực đều tặng tiên đan bậc 4 phụ trợ thái ất kim tiên trùng kích đại la kim tiên. Ba thế lực truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, Thái Huyền Ngọc Chi Đan cùng Càn Khôn Tạo Hóa Đan sẽ không dễ dàng lấy làm quà tặng người ta. Vương Trường Sinh không phải đại la kim tiên bình thường, tặng cho Vương Trường Sinh, thật ra chính là tặng cho Uông Như Yên, bán một cái nhân tình trước. Không nói đến Uông Như Yên có thể tiến vào đại la kim tiên hay không, lấy trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh, tương lai kiếm được tiên đan như Càn Khôn Tạo Hóa Đan cũng không khó, cũng không phải mỗi một vị đại la kim tiên tổ chức lễ mừng đều có thể thu được tiên đan bậc 4 loại Càn Khôn Tạo Hóa Đan. Khách khứa tặng quà xong, vương trường sinh giơ lên chén rượu nói ta kính mọi người một chén hắn nói xong lời này uống cạn tiên tử trong chén uông như yên cũng tương tự các tu sĩ không dám chậm trễ lần lượt uống cạn tiên tử trong chén một chén rượu vào bụng các tu sĩ bắt đầu nói chuyện phiếm vương trường sinh uông như yên cùng đại la kim tiên nói chuyện phiếm vương thanh phong đồng tuyết ly cùng thái ất kim tiên nói chuyện phiếm vừa nói vừa cười không khí vui mừng vương gia cũng tổ chức luận bàn tỉ thí để tu sĩ kim tiên tham gia hạng đầu có thể đạt được thượng phẩm tiên khí vương gia cũng phái người tham gia tu sĩ kim tiên tỉ thí không có gì đáng xem vương trường sinh tán gẫu về chiến trường cổ Phương đạo hiếu nghe nói người đi vạn ma trùng một chuyến vương trường sinh thuận miệng hỏi vạn ma trùng là một chỗ chiến trường cổ lượng lớn ma tộc chết ở nơi đó bởi vậy được gọi là vạn ma trùng ta thu được tin tức nói nơi đó có động phủ cổ tu sĩ tự mình chạy đi một chuyến kết quả đi tay không một chuyến, thiếu chút nữa mất mạng. Phương Hùng sắc mặt ngưng trọng, lấy thực lực của Phương Đạo Hữu thiếu chút nữa mất mạng. Cấm chế vạn ma trùng mạnh như vậy, Nam Cung Nguyệt Thước Kinh ngạc nói, Phương Hùng ở Thái Ất Kim Tiên Kỳ đã tu luyện thành tiên thể. Cấm chế là một mặt, ta đụng tới một con vực ngoại thiên ma đại la Kim Tiên Kỳ, nó nắm giữ mộng pháp tắc cùng huyễn pháp tắc, thực lực hơn người. Nói tới, thần hồn pháp tắc của Vương Đạo Hữu tương đối khắc chế vực ngoại thiên ma, chúng nó trước khi đoạt xá, chính là hồn thể. Phương Hùng nói, vực ngoại thiên ma đại la kim tiên kỳ, cái này trái lại cũng hiếm thấy. Phương Trường Sinh kinh ngạc nói, đúng vậy, ta giao thủ với hắn, chỉ là đã thương hắn. Phương Hùng nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Vực ngoại thiên ma quả thật rất khó giải quyết, nhưng cấm chế của vạn ma trùng cũng rất lợi hại. Một người bạn tốt của Bần Tăng cũng đi vạn ma trùng, bị cấm chế đánh bị thương nặng. Minh Nhân Thiền Sư nói, kích hoạt cấm chế cùng vực ngoại thiên ma coi như tốt, đụng tới hỗn độn thú biến dị bốn lần, vậy mới là phiền toái. Nếu hỗn độn thú lại nắm giữ trí tôn pháp tắc, vậy càng khó đối phó hơn. Phương Hùng nói, chiến trường cổ đụng tới hỗn độn thú rất khó giải quyết, có thể tránh vẫn là tránh đi. Vương thú không dễ đối phó, có không ít đạo hữu đều chịu thiệt ở trên thân vương thú. Nam Cung Nguyệt Thước nghiêm mặt nói, vương thú đi chiến trường cổ làm gì, cướp đoạt bảo vật hay là có mưu đồ khác. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, cái đó thì không rõ, có lẽ là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoặc là xác hoặc tinh hạch cấp cao của hỗn độn thú khác. Phương Hùng nói, hỗn độn thú cũng sẽ tìm kiếm xác hoặc tinh hạch cấp cao của hỗn độn thú khác. Vẻ mặt Phương Trường Sinh đầy tò mò, cái này không có gì kỳ quái, giống như tiên nhân chúng ta sẽ vì bảo vật mà đại chiến lẫn nhau, giữa hỗn độn thú cũng không phải hòa hợp êm thấm, cũng sẽ đại chiến, cắn nuốt lẫn nhau lớn mạnh bổn nguyên lực của mình, không có quá nhiều khác biệt với tiên nhân chúng ta giết người đoạt bảo, chỉ là thập phương tử mẫu tháp hạn chế chúng nó làm như vậy hòa khí ở mặt ngoài mà thôi âm thầm chúng nó không thiếu tự giết lẫn nhau phương hùng nói bổn nguyên lực trong cơ thể hỗn độn thú là chuyện gì chỉ có hỗn độn thú mới có sao uông như yên tò mò hỏi thời điểm hỗn độn sơ khai hỗn độn thú là một đám sinh linh sớm nhất nhưng số lượng không nhiều thực lực cũng không đạt tới mức xưng bá tiên giới thẳng đến lúc thập phương tử mẫu tháp xuất hiện chúng nó mới xảy ra biến dị hơn nữa càng ngày càng mạnh xuất hiện nhiều vị đạo tổ. Truyền thuyết Thập Phương Tử Mẫu Tháp cùng ba món đạo khí là sinh ra cùng lúc, chúng nó là tử địch, tiên nhân cùng hỗn độn thú chúng ta tự nhiên cũng là tử địch. Thập Phương Tử Mẫu Tháp rót vào bổn nguyên lực cho một đám hỗn độn thú, lúc này mới khiến chúng nó biến dị, hơn nữa có được năng lực suy yếu công kích khác. Phương Hùng nói, ta nghe nói Thập Phương Tử Mẫu Tháp ngay từ đầu cũng không phải lựa chọn hỗn độn thú, mà là sinh linh khác. Phương Trường Sinh truy hỏi, hắn là muốn dẫn đề tài tới trên Kim Tu Băng Lân Ngư? để lấy được càng nhiều tin tức hơn. Không ngờ vương đạo hiếu biết không ít, quả thật như thế, nhưng các sinh linh đó so ra kém hỗn độn thú, bị thập phương tử mẫu tháp từ bỏ. Kim tu băng lân ngư, kim linh thú vân vân, thẳng đến ngày nay, số lượng những sinh linh này cũng không nhiều nữa. Phương Hùng nói, chương 6799, thỉnh giáo 2. Thập phương tử mẫu tháp lựa chọn các sinh linh này, các sinh linh này hẳn là có chỗ đặc biệt đi. Chúng ta lúc ra ngoài du lịch, từng thấy kim tu băng lân ngư thái ất kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh nói, quả thật có chỗ đặc biệt, về phần nơi nào đặc biệt, ta cũng không rõ, chúng ta cũng từng tốn nhiều sức bồi dưỡng kim tu băng lân ngư, nuôi bằng không ít tinh hạch hỗn độn thú, thậm chí lấy tinh hạch tinh khiết cho chúng nó ăn, từng bồi dưỡng kim tu băng lân ngư biến dị, thân thể sắp xỉ với hỗn độn thú cung cấp, nhưng tiến cấp quá khó, đầu tư tài nguyên quá lớn, bởi vậy từ bỏ. Một ít thế lực bồi dưỡng kim tu băng lân ngư, nhắm chừng là muốn bồi dưỡng ra một loại hỗn độn thú khác đi nhưng theo ta được biết khó khăn không phải lớn bình thường tài nguyên bỏ vào là một con số thiên văn còn không nhất định có thể bồi dưỡng ra kim tu băng lân ngư thực lực cường đại lãng phí tài nguyên vô ích phương hùng nói thập phương tử mẫu tháp từ bỏ kim tu băng lân ngư khẳng định là có nguyên nhân vương đạo hữu sẽ không là muốn bồi dưỡng kim tu băng lân ngư chứ ta khuyên ngươi đừng làm như vậy lãng phí thời gian có rất nhiều thế lực từng có chủ ý này đầu tư quá lớn hồi báo quá nhỏ lãng phí tài nguyên cùng thời gian vô ích nam cung nguyệt thước tốt bụng khuyên nhủ nam cung tiên tộc cũng từng thử phương diện này đầu nhập quá lớn mà từ bỏ ta chỉ là tò mò hỏi một chút phương trường sinh nói thế lực khác bồi dưỡng kim tu băng lân ngư đều là nuôi bằng tinh hạch không chiết xuất phương trường sinh có thể nuôi bằng tinh hạch tinh khiết với hắn mà nói phí tổn không lớn thành công tốt nhất thất bại cũng không có gì nói chuyện phiếm hơn hai canh giờ tiệc tan các vị khách lục tục rời khỏi Vương Trường Sinh mời Nam Cung Nguyệt Thước, Phương Hùng cùng Minh Nhân Thiền Sư đến Thanh Liên Phong nói chuyện phiếm. Phương Đạo Hiếu, Vương gia chúng ta nội tình quá nông cạn, người có thể hỗ trợ dẫn tiến một vị tiên trận sư bậc bốn cho ta, hỗ trợ tấn thăng tiên mạch hay không, tài liệu Vương gia chúng ta bỏ ra, thù lao tính riêng. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, việc nhỏ, sau khi trở về, ta thông báo từ sư tỷ một phen, xem xem nàng có thể đi một chuyến hay không. Tấn thăng tiên mạch bậc bốn cần không ít tài liệu bày trận, người nếu không lấy ra được, có thể lấy thượng phẩm hỗn độn giáp trụ hoặc thứ khác đổi với chúng ta. Phương Hùng nói, cái này đối với bọn họ mà nói chỉ là nhấc tay. Nam Cung tiên tộc chúng ta có thể hỗ trợ bỏ ra một ít tài liệu. Nam Cung Nguyệt Thước nói, Vương gia nội tình tương đối nông cạn, bây giờ hỗ trợ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu là vương gia phát triển lên, muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi liền khó khăn. Vương Trường Sinh cũng không từ chối, cảm ơn một tiếng, đáp ứng. Đúng rồi, Vương Đạo Hiếu, người vừa mới tiến vào Đại La Kim Tiên, bỏ thêm thời gian tu luyện đi. Đến Đại La Kim Tiên kỳ, muốn tiến một bước nữa muôn vàn khó khăn, rất nhiều đạo hữu đều kẹt ở sơ kỳ mấy trăm vạn năm thậm chí hơn ngàn vạn năm. Phương Phương Hùng đề nghị, Phương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng, hắn cũng là tính như vậy. Phương Trường Sinh đã pháp tắc viên mãn, thần hồn hóa tinh, hắn bây giờ cần đả thông càng nhiều tiên khiếu hơn, để tiến vào cảnh giới cao hơn. Đại La Kim Tiên đả thông 480 tiên khiếu tấn thăng một tiểu cảnh giới, đả thông 840 tiên khiếu tiến vào Đại La Trung Kỳ, tiến vào Hậu Kỳ cần đả thông 1320 tiên khiếu, Đại La Hậu Kỳ đả thông 1800 tiên khiếu, chính là đạo tổ. Đạo tổ sở dĩ hiếm thấy, một là tiên đan thần dược phụ trợ tiến vào đạo tổ rất hiếm thấy, hai là lôi kiếp, Đại La Kim Tiên lựa chọn pháp tắc khác nhau thành đạo, lôi kiếp rất khác nhau. Lựa chọn ngũ hành pháp tắc thành đạo, uy lực của lôi kiếp tương đối nhỏ, lựa chọn pháp tắc đặc thù thành đạo, uy lực lôi kiếp mạnh hơn rất nhiều, về phần trí tôn pháp tác thành đạo, vậy đặc biệt khó khăn. Theo Phương Hùng biết, hơn 3.000 vạn năm qua, hai vị đại la kim tiên của yêu tộc tính lấy trí tôn pháp tác thành đạo, bị lôi kiếp đánh chết. Bảy vị đạo tổ tiên giới đã biết, trước mắt không có lấy trí tôn pháp tác thành đạo. Tiên thể đỉnh cấp là điều kiện cơ bản trùng kích đạo tổ, sở dĩ như vậy, lôi kiếp trùng kích đạo tổ uy lực quá mạnh, từ xưa đến nay, có không ít thiên kiêu chết ở dưới lôi kiếp đạo tổ. Phương Đạo Hiếu, người từng gặp Đạo Hiếu mở 10 khiếu. Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hắn ngày xưa từng tán gẫu đề tài này với Phương Hùng, ngự lôi tiên quân từng gặp Đại La Kim Tiên mở mười khiếu. Ta sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, may mắn đi theo sư phụ từng gặp một lần, chẳng qua hắn đang bế quan tiềm tu, không biết khi nào xuất quan. Phương Hùng nói, Phương Đạo Hiếu, các ngươi không có bí pháp mở mười khiếu. Nắm giữ thêm một loại pháp tắc, không phải lợi hại hơn sao? Vương Trường Sinh nói, chúng ta cũng không có bí pháp mở mười khiếu, theo ta biết, bí pháp 10 khiếu ở tiên giới cũng cực kỳ thưa thớt, ta chỉ biết hai vị đại la kim tiên mở khiếu thứ 10. Phương Hùng giải thích, 10 khiếu có cái gì đặc biệt sao? Càng dễ tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp hơn hay là có thể nắm giữ hai môn trí tôn pháp tắc? Uông Như Yên tò mò hỏi.